Dạ rồi. Rồi, game enter đi. Thử coi nó chạy được không. Chạy được, chạy được thầy. Nó chạy cũng y chang ở trên luôn. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ thí dụ như giờ tôi muốn giữ lại cái câu lệnh, tôi muốn giữ lại cái câu lệnh mà em quay lại cái script của em đi, em quay lại cái script của em. Tôi thấy câu lệnh needle GA á, là cái mà tôi hay thường sử dụng, tôi nói thí dụ thôi. Đó. Thì bây giờ tôi muốn giữ nó lại, thí dụ vậy đúng không? Thì tôi phải làm sao? Thì bây giờ em thử mở, em tạo một cái new tab, một cái new file ra đi, làm cái new file. Rồi. Xong rồi á, em quay lại cái script của em, quay lại cái script bên kia của em. Em copy một cái dòng số 2 thôi, cái dòng số 2 thôi. Copy nó lại. Rồi em pass qua cái dòng này. Em để vào. Thì bây giờ mình save cái này lại, mình save cái file này lại. Xếp vô cái đường dẫn là không vô trong cái home của em luôn, cái home của em. Rồi em cần cho anh Control h. Rồi em vô trong cái chấm local của em, không có em vô trong đó, vô trong chỗ đó. Rồi em tạo một cái folder trong đây là em tạo là bin, một cái bin, không bin là bờ bò em, không bờ bò, không có viết hoa, không viết hoa. Enter. Rồi em lưu lại với cái tên là needle hay là cái gì đó mà nãy em là needle chấm needle là được rồi. Được. Có chữ GA mới nói nãy tôi thấy đúng không? Dạ, có chữ chi. Được. Rồi bẻ bỏ cái chữ bass lát đi, chỉ có đó thôi, chỉ có giữ lại cái đó thôi. Bỏ bỏ cái dấu chấm luôn đi em, để sau khi gửi save lại. Rồi ví dụ bây giờ mình có cái file ở chỗ đó rồi đúng không? Bây giờ em thử vô trong cái chỗ mà cái đường dẫn hồi nãy á, là em ls, em đứng ở chỗ home directory ha, ls. Rồi em sẽ không thấy đúng không, để mà thấy được có, tại vì cái file đó file ẩn mà, nó dấu chấm đằng trước là nó ẩn đó ha, mọi người nhớ nha. Đó, ls khoảng trắng trừ a, enter. Bây giờ có chữ A có nghĩa là on đó, mình liệt kê tất cả đó, không quan trọng nó ẩn nó ẩn gì hết đó, mình liệt kê tất cả. Rồi bây giờ mình thấy có chữ local chấm local đúng không, bây giờ em thử ls trừ a khoảng trắng chấm local, enter. Rồi bây giờ em vô trong cái bin, xẹt CD cái bin nữa, xẹt thêm cái bin nữa, không có cd, ls thôi. Xẹt cái bin nữa. Ta. Rồi bây giờ á, ở đây á, thì cái chữ A thì nó không có cho mình biết được là cái script needle.ga của mình là nó là cái gì đúng không? Đó, bởi vậy là em trừ A rồi em h nữa, thêm cái h nữa, l h à. Trừ A l h. L H. Enter. Rồi như vậy là cái needle này mình không có executive, mọi người thấy không, không có chữ x trong trọng. Bữa trước tôi đã dạy rồi, bây giờ làm sao để cho cái script này có thể chạy được em? Giả dạ, dùng cái chmod o cộng cho x. Rồi em làm đi, em Dạ làm dạ đi. để em nhớ nhớ lại cái em để em tại em xin. Em có luôn để em coi lại xíu. Em mới coi lại đi em.
Yếu này là mình chấm sẹt cho cái middle GA đúng không? CA. Cái đường dẫn nó phải có chấm local sẹt pin nữa chứ đúng không? Chứ cái file chỗ đó đâu có cái file đó đâu. Không, em phải tới cái file đó chứ không phải tới cái directory đó hiểu Dạ rồi. không? Em set mod cho cái file đó mà thì nó phải tới đường dẫn tới cái file đó. Dạ, sẽ thêm một cái nữa. Em mới em ls làm gì? Em phải set mod nó trước rồi xong xuôi mới mới ls nó. Yeah. Dạ được. Rồi bây giờ là mình có thể execute nó được rồi đúng không? Hả? Dạ. Rồi nhưng mà bây giờ ở trong cái local bin nó không biết là nó có cái đường dẫn mà cho cái máy tính nó biết nó tìm tìm nó tới chỗ đó tìm chưa đúng không? Thì bây giờ em phải echo ha, cái đô la path bảng trắng đô la path viết in hết Pass. b phở a t h Để sợ ATH giờ. enter đi. Rồi như vậy thì ở trong đây á, không có cái nào không có cái đường dẫn nào cho tới cái local bin hết đúng không? Đó thì mình phải set up, mình phải set up cái chuyện đó đúng không? Ha? Thì bây giờ em đánh chữ đi nano bảng trắng xong rồi bây giờ á, em phải coi là chấm raw file chấm raw file enter rồi bây giờ em phải báo thêm cái đường dẫn nữa đúng không? Đó em kéo xuống cái dòng mà chữ path rồi bằng home sẹt bin rồi đô la path đó. Bây giờ mình thêm một cái nữa ha, mình thêm cái chỗ mà của mình nữa đúng không? Đó thì bây giờ em trước cái chữ đô la home đó đó em đúng rồi em để là đô la home đánh đi đô la home Thêm một cái nữa. đúng rồi thêm một cái nữa đô la home chưa sẹt sẹt hồi nãy của mình là chấm local đúng không? Cái home của mình là tới chấm local đi sẹt bin hai chấm xem lại ha. Bấm Ctrl O X để exit đó. Rồi bây giờ em sổ cái chấm profile file có nghĩa là bây giờ mình báo đường dẫn thì mình phải nói với máy tính là ừ tôi mới báo cái đường dẫn mới đúng không? Bởi em đánh cái chữ sổ S O R C E khoảng trắng chấm profile enter rồi lúc trước mình đánh cái chữ needle nó sẽ không tìm được đúng không? Bây giờ em thử thử đánh cái chữ không bây giờ em echo cái path thử coi coi nó có xuất hiện cái đó chưa echo bảng trắng đô la path enter thì bây giờ em có cái chữ home minh hoàng chấm local chấm bin rồi đó đúng không? Là cái chỗ mà chứa cái đường dẫn needle chấm ca của mình rồi đúng không? Rồi bây giờ em thử đánh cái needle ga enter Đánh đánh không luôn á thầy. đúng rồi đánh không luôn á không cần phải báo đường dẫn tại vì mình đã báo nó rồi rồi nó đai tại vì mình không có nhập cái sequence vào vào đúng không? Đó
Và bây giờ em cần trên C đi, em nhập vào đi em. Em nhập vào cái hàm cho nó đi, cái đường dẫn của hai cái sequence đó. Bây giờ em cho cái A bằng cái địa chỉ của đường dẫn của sequence của mình nó nằm ở đâu cũng được. Không, cái này không có khoảng trắng dấu bằng đúng không? Ừ. Dấu nháy xong xuôi rồi em cho cái đường dẫn. Đúng rồi, em kéo nó qua. Em Dạ, kéo nó qua. bất kỳ một cái fasta nào cũng được đúng không thầy? Đúng rồi, bất kỳ cái nào mình làm ví dụ mà. Dạ rồi. Đúng rồi. Enter chưa chưa chưa, enter. Enter đi. Rồi Dạ rồi. B bằng. Kéo thêm một cái nữa đúng Kéo thêm một cái nữa. không? Kéo thêm cái nữa. Cái này. Dạ rồi. Enter. Enter. Dạ rồi. Rồi xong rồi, bây giờ em need đồ GA rồi khoảng trắng đô la A, khoảng trắng đô la B. Enter. Cái em đánh sai. Nó ra đó Rồi, như vậy thì mọi người đã thấy được đúng không? Đôi khi á, mình làm mấy cái hàm nào đó mà mình cảm thấy mình sử dụng hoài, mình sử dụng liên tục đúng không? Bữa trước thì mình gom cái thành thành một cái hàm đúng không? Cái hàm đó thì mình để trong một cái script của mình thôi đúng không? Nhưng mà bây giờ đôi khi có những cái lệnh mà mình sử dụng hoài luôn chứ không phải là cho một hai cái script nữa đúng không? Thì mình biến nó thành một cái hàm như là cái hàm ở trong cái bash gì đó mọi người. Ha. Thì bữa nay tôi đã chỉ cho mọi người xong cái cách làm như vậy. Được chưa? Được không? Ha. Là mai mốt á, mình sẽ để hết những cái script nào đó vô chung một cái chỗ đó mà cái thực chất cái hồi nãy chấm local bin đó là cái Python đó. Mọi người mai mốt sẽ mình sẽ học tới Python thì tất tần tật những cái script của Python đó, nó sẽ chứa ở trong chẵn. Ha. Đó thì bây giờ mình chứa luôn bash script luôn. Đúng không? Cái chỗ mà cái file hệ thống của mình nó sẽ tìm tới chỗ đó đó là nó tìm được thì mình rất là tiện cho mình đúng không ha. Mai mốt mình sẽ để rất là nhiều những cái hàm nào mà mình cần thiết á, mình để ở trong chỗ đó, mình chỉ cần viết một lần đó, mỗi lần mình chạy thì mình chỉ cung cấp mấy cái parameter của nó vào thôi, giống như nãy là cái đường dẫn cho tới cái fast queue A với B thôi đúng không đó, và nó sẽ làm cho mình hết tất tần tật luôn, mình cũng không cần phải nhớ nhiều mấy cái thông số mấy cái parameter của nó nữa ha. Đó rồi, cảm ơn Hoàng. Em khoan tắt xe, em cứ giữ xe đi, đây để hỏi mọi người có ai hỏi chỗ nào chưa hiểu thì hỏi bây giờ đi ha, hỏi bây giờ đi mọi người. Hoàng ơi, Hoàng bật lại cái profile cho anh để anh nhìn lại cái đoạn mà em đưa chữ home vào. Profile. Để em Chắc em gõ nano lại, nano profile lại để anh nhìn lại cái dòng cuối em nhập vào. Ở đây. Rồi, cảm ơn em, anh nhìn vào. Em chỉnh màn hình lại, thật chất nên nó không có cái gì hết đó em ơi, là cái đường dẫn của mình để đâu thì mình để đó thôi, mình có thể để đường dẫn trực tiếp luôn, không cần phải đô la home luôn cũng được nữa, nhưng mà nếu mình để của Hoàng rồi đó thì cái user khác sử dụng được đúng không đó. Thì đây thì mình muốn để general là đô la home, thật chất đô la home chính là home rồi sẹt Hoàng đó, chứ không để gì hết đúng không em hả. Thì mỗi một cái mình muốn add nó vào đó, thì mình cứ thêm hai dấu chấm vào phía trước của nó nữa là được. Ha. Đó có nghĩa là cứ thêm vào muốn thêm bao nhiêu cũng được. Nhưng mà cái file này á, thì người ta có bao nhiêu cho bao nhiêu character thôi. Ha. Thì mình gom chung lại để mình đỡ phải khai báo nhiều lần thôi. Chứ không phải nữa. Rồi. Em thoát được rồi đó. Hoàng em thoát khỏi cái này rồi. Rồi có ai hỏi gì nữa không? Dạ em ạ thầy. Hỏi đi em. Dạ thầy ơi, cái này anh Hoàng dùng trên Linux nhưng mà em dùng trên Windows á thầy, thì nãy giờ em tìm không có ra file home á thầy. Đúng rồi, ở trên không, ở đây tôi không có dạy Windows em, sorry em ha. Ở đây mình phải làm ở trên Linux thôi chứ không có làm trên Windows được, tôi không có biết, chắc là có người biết á nhưng mà tôi không biết làm sao làm hết em, sorry em. Rồi có ai hỏi gì nữa không?
Không ai hỏi gì hết thì mình tiếp tục ha, mình tiếp tục. Cảm ơn Hoàng rất là nhiều. Chị em rồi stop xe. Em stop xe được rồi. Rồi có bạn nào làm cái bài tập multiple sequence alignment không? Mời bạn 41, bạn Thanh, mời em. Dạ em chưa kịp làm thầy ạ. Rồi, dạ. Cảm ơn em. Có ai làm được thì xung phong xem màn hình được không? Dạ vậy để em làm cho thầy. Mời em xem đi em. Trước tiên thì tôi hỏi là mọi người có install được hai cái bắt kịch đó không mọi người? Một cái là cái Crystal Omega đúng không? Chỉ là một cái là Muscle, thì không biết là cái Muscle thì có sẵn ở trong cái Emboss rồi đúng không? Còn cái Omega thì mình phải install nó một tí xíu, thì không biết được là mọi người có install được không? Em install được không? Vậy em tên gì vậy em? Em ơi. Nãy em tắt. Bây giờ em là Quốc Phương thì em install được thầy. Ok rồi, good. Như vậy thì thật chất ra thì chỉ có một câu lệnh thôi đúng không em? Nó đâu có khó khăn gì đâu phải không? Dạ, nói có một câu lệnh là mình thay đổi cái biến đằng sau thôi. Rồi. Thì ở đây có ai có rắc rối gì không? Có ai có rắc rối thì sẵn cái dịp ở đây thì mình làm luôn với nhau đúng không? Có ai có install được hay không được không? Rồi, không ai nói gì hết thì kể như là install được đúng không? Rồi, như vậy thì trước tiên mình em cho mọi người xem cái input, cái file input chấm FASTA thử coi nó là cái gì được không em? File input là 5 cái trình tự của ngày hôm bữa. Rồi, bằng cách nào mà em tạo ra được 5 cái trình tự này em? Em dùng lịch cat ạ. Rồi em show cái lệnh đó cho mọi người xem đi ha. Rồi em tôi biết được là tôi hơi cụ thể hóa, nhưng mà có một cái là tôi sợ mấy người khác không biết làm sao mà có cái file đó đó đúng không? Đó thì tại tôi cho lẻ mà bây giờ em mở nó lại thì em show câu lệnh mở để cho mọi người biết được. Ví dụ lệnh cat rồi em gõ tên của năm câu lệnh, năm file lẻ. Rồi em cứ làm từ từ đi em cứ gõ từ từ đi em tắt cái gõ tiếng Việt. Sam chuyên nghiệp quá vậy, bây giờ em cài Ubuntu luôn rồi ha, chuyên nghiệp quá vậy. Rồi sau đó em là cái dấu mũi tên, rồi sau đó là cái tên file mà em muốn ra là input.fasta, và nó sẽ hiện ra cái file input.fasta thì em sẽ coi nó phần lượng nano. Rồi cảm ơn em. Ở đây tôi nói một cái điều là nếu mình dùng lệnh khác hay là cái lệnh less hay là cái lệnh more thì mình chỉ xem được thôi đúng không? Còn nếu mà bây giờ mình sử dụng cái lệnh nano hoặc là vim á, hoặc là gedit á, thì mình có thể edit nó được, là cái sự khác biệt. Một cái chỉ xem được thôi, không có sửa được, còn một cái thì sửa được đúng không?
Thì cái đó là lý do mà nó có những câu lệnh khác nhau hả? Rồi cảm ơn em click ra này. Đừng có tắt, không phải, Đang anh bấm cần Ctrl X. cho Rồi rồi bây giờ tôi chỉ em một cái cho mình nó khéo léo một tí xíu đúng không? Đôi khi mình không có nhớ tên hết mấy cái file đúng không? Thì bây giờ em dùng lệnh em đánh em là khác khoảng trắng sao chấm pha mũi tên khoảng trắng input chấm pasta enter. Thì như vậy rồi. thì nó lợi hơn cho em. Ví dụ như em có 5 file thì em còn có thể ngồi em đánh được đúng không? Giờ nó có 50 file, 5.000 file thì đúng không? Thì giờ mình dùng cái lệnh này thì cũng làm được 5.000 file hay 50.000 file hay 5 triệu file cũng không sao. Đúng không? Bây giờ em thử khác cái input chấm pasta cho nó ra cái gì vậy? Rồi. Ha, rồi. Như vậy là mình có y hệt giống như cái mình cần thiết rồi, đúng không? Rồi bây giờ em bắt đầu em thực hiện câu lệnh đi, em thực hiện câu lệnh multiple sequence alignment đi. Em copy qua luôn đi em copy qua luôn đi thì nó sẽ sợ nó bị sai chính tả hay là cái gì đó em copy qua luôn. Em thấy nó sao bị dư bị cắt Đúng rồi. Ừ. rồi Rồi. đây. Cái này là Rồi. Rồi bây giờ em coi thử kết quả của nó là cái gì hả? Cái nào là cái output của nó thì em thử thử show cho mọi người. Hồi nãy cái input cho mọi người thấy nó là cái gì rồi đúng không? Thì bây giờ em thử show cho mọi người thấy cái output của nó là cái gì. Rồi. Thì đây mọi người thấy là nó sẽ thực hiện cái việc là sắp giống cột cho nhiều trình tự đúng không? Em zoom bự nó ra hẳn luôn đi. Ừ. Đó, thì mọi người thấy đúng không? Là cái kết quả là nó cho mình là chỗ nào đúng không? Của cái trình tự nào nó sẽ giống cột lại với nhau tốt nhất đúng không? Nó sẽ giống nhau tốt nhất. Đó, cái này tức tần tật là đều là cái routine globin hết mọi người ha. Nhưng mà ở những con khác nhau đúng không? Ở những loài khác nhau ha. Đó. Thì mọi người thấy là cái chỗ nào mà có dấu sao á là chỗ đó là có cái agreement, có cái conserve, nó bảo tồn đúng không? Trình tự ngay chỗ đó nó bảo tồn đó thì nó sẽ có dấu sao ha mọi người ha. Rồi. Rồi, em cho coi ở trong đây nó có mấy cái file output đúng không? Em thử cho coi mấy cái file output khác thử đi. cái nó vừa rồi Không cái không. nào Cái cluster của em, cái out có cả thể là ở trong đây là cái output là có mấy cái gì? em thấy nó ra một cái file output 0.alm. Ok rồi, vậy được rồi. Vậy em làm tiếp cái câu lệnh thứ hai cho em. Rồi. Em
thử ls ở đây đi em. Em đâu có thuộc đúng không? Tôi không có thuộc. ls thôi, coi nó ra cái file gì đúng không? Cái file mới là cái output.stator đúng không? Thì em thử khác ra cho mọi người xem thử em chậm nó chứa cái gì. Thì thực chất ra nó cũng giống như kia thôi đúng không, nhưng mà cái format của nó thay đổi một tí xíu ha. Đó thì cái này là cái Stockholm format ha mọi người ha. Đó thì tại sao mình cần những cái format khác nhau giống như vậy, tại vì là có một số software người ta sẽ đòi hỏi, có nghĩa là người ta cần cái mình sau khi mình làm multiple sequence alignment rồi, mình muốn xây dựng một cái cây đúng không, một cái phylogenetic tree á ha, một cây phân loài á, thì mình phải cần cái file này đúng không, mà với định dạng khác nhau, có nghĩa cái alignment multiple sequence alignment output á, mà với định dạng khác nhau ha. Đó thì mình biết cái này để chi, để mình học cái bài kế tiếp tuần tới nữa về xây dựng cây phân loài á, thì lúc đó thì mình mới biết được cái cách ha. Đó rồi, đây là một trong những cái format khác cái format hồi nãy ha, và nó có tên hết. Khi mà mình mốt mình đọc một cái nào đó mà nó đòi hỏi cái gì đó thì đừng có sợ đúng không, đó nó có cách làm hết ha, nó có cách tạo ra hết đó, chứ đừng có hốt hoảng lên là trời đất ơi tôi không biết cái format này là gì, nó chỉ là một cái format file chứ không là gì hết ha. Còn nếu mà nó không có nữa thì mình sẽ tự viết cái script đúng không, để mình tạo ra cái file phù hợp cái định dạng đó ha. Rồi cảm ơn em. Rồi bây giờ em làm tiếp cái câu lần thứ ba đi. Em cấp đi qua đi. Dạ em đang rồi. Câu lần thứ ba thì nó không có output ra file thì nó hiện ra luôn. Đúng rồi. Ừ. Rồi bây giờ nếu mà nó không output ra vậy mà em muốn cho nó vô một cái file nào thì em làm sao? Em phần mình thì chắc em thêm cái out này. Đúng rồi, nếu mà em muốn cái out đó như vậy. Nhưng bây giờ em không muốn cái out như vậy thì em làm sao? Thì em dùng lệnh mũi tên rồi. Đúng cảm rồi, ừ, chính xác. Đúng rồi, làm đi em đặt tên đại đi. Output 3.tst hoặc là chấm pha, cái này là dạng FASTA đó em ha. Rồi giờ em khép cho mọi người xem ra cái output 3.fasta cái nó làm sao. Rồi ha, mọi người thấy gì đó, có nghĩa là alignment xong rồi nó sẽ lấy ra tất cả cùng vị trí hết ha, những cái điểm nào ở trên của cái này á, nó đều cùng vị trí hết ha. Đó rồi, ok không, được không mọi người ha. Rồi em dừng lại một tí xíu để tôi hỏi tiếp. Ở đây thì có ai đã làm được cái phần mà đã cài cái muscle không, để chạy không? Tại biết xong tôi nhờ bạn bạn này hoài thì cũng tội đó. Có ai muốn chia sẻ giống như bạn không? Còn nếu không thì tôi sẽ mời bạn này làm tiếp. Nếu mà không ai thì em chịu khó làm cái tiêu tiếp luôn thêm ha. Rồi em làm dạ, tiếp cho dạ, em. Em cũng cài được muscle rồi đó. Dạ có em. Ok. Cái em hồi nãy là em đã tên gì vậy em? Cái em mới được xem màn hình này. Dạ em là Quốc Phương thầy, Nguyễn Quốc Phương. Cảm ơn em. Rồi tiếp tục em xem màn hình đi em nào nãy muốn làm á em xem đi em. Có ai muốn xem thì xem liền đi em. Em tên gì vậy? Em nói không nghe em bật microphone của em lên đi.
Dạ em thầy nghe cho em chưa? Nghe rồi nhưng mà giờ em tắt xe rồi, em xe lại đi. Dạ rồi ạ. Em tên gì vậy em? Dạ em tên Quyền ạ. À. Rồi. Em chạy tiếp mấy cái ba cái câu lệnh về cái muscle đi. Dạ thầy hôm bữa em nghĩ là em không có wifi nên là em phải lên YouTube em gõ ra đặt. Không biết thầy có gửi cái file đó cho em. Tôi có thể gửi lại được cho em chờ thêm tí xíu. Dạ em cảm ơn. Em thử download về có được không em? Em không biết vì sao mà cái Zoom của em bây giờ em vô cái Zoom được, em gọi được lệnh thầy. Bây giờ em chạy câu cái dòng 23 luôn thầy. Em bình tĩnh đi, em không sao đi em không vô được cái Zoom này. Em để con thỏ của em cho nó cao lên trên em thì cái tự nhiên là cái phần phía trên của em nó sẽ dạ đây rồi. Nó hơi nhỏ không? Không sao đâu em. Dạ rồi, em chạy. Dạ em chạy dòng đầu tiên nha thầy. Em chạy dòng đầu tiên đi. Rồi. Em thử khép cho mọi người xem thử coi cái output.fasta nó ra cái gì. Thấy nó có ở đây. Cái output nó thiếu chữ T, không có chữ T á. Rồi. Thì mọi người thấy là nó ra cái giống như cái dạng format mà hồi nãy format output 3 ở trên hồi nãy của bố bạn Quốc Phương làm đúng không hả? Rồi thì rồi em chạy tiếp câu lệnh 2 đi em. Dạ rồi thầy. Rồi, em thử coi cái output.align nó ra cái gì. Dạ. Em khép thử đi. Rồi, nó ra rất là giống như cái kiểu đầu tiên bên kia ha. Đó, nhưng mà dĩ nhiên là nó hơi khác nhau một tí xíu. Đó. Rồi em lại chạy tiếp nữa đi. Đây nó có thứ 6 7 câu lệnh.
Em kết không này ha? Đúng rồi, ừ, em kết đi. Rồi, nó ra vậy thì mình khó nhìn đúng không? Rồi tôi chỉ mọi người. Em đánh đi Firefox. Bảng trắng. Output.html. TML. ML chứ không phải là LM. Enter. Rồi, ha. Thì nó cũng show cho mình thấy được là cái kết quả alignment dưới dạng HTML như vậy ha. Đôi khi thì mình báo cáo á, thì mình lấy cái dạng này cho nó đẹp đúng không, bỏ trong bài báo cáo của mình đúng không ha. Ai mà làm luận văn tốt nghiệp về xây dựng mấy cây này thí dụ vậy, nếu mà muốn thì làm như vậy ha. Rồi tiếp tục đi, làm mấy câu lệnh tiếp tiếp. Đây là một cái dạng format khác nữa ha, mọi người thấy gì đó. Là tiếp tục đi. Cái dạng này mới mốt có một số cái software là nó cần input cái dạng này vào đó mọi người. Đó. Rồi tiếp tục đi em. Để mới mốt thì có cái bài kế tiếp sẽ nhấn nhá cho mọi người cụ thể hơn. Cho mọi người thấy cái gì thôi ha, không có cái gì gọi là phức tạp hay là gì hết. Như vậy là mình học cái bài thứ nhất là plus đúng không, rồi xong xuôi rồi mình học cái bài thứ hai là PHP plus, cái bài thứ ba này của mình đó là mình học là plus là nó spell y alignment đúng không, cái kết quả đó mọi người thấy gì đó. Rồi cảm ơn Quyền rất là nhiều ha, cảm ơn Quyền. Rồi bây giờ tới tôi quay lại cái bài của mình ha. Tôi nói nhanh gọn lẹ để mình học thực tập nhiều á thì có vẻ như mọi người thích hơn, chứ còn mà nói lý thuyết á hoài nó ngán đó, nhưng mà cũng phải nói một tí xíu ha mọi người ha. Mọi người cố gắng tôi nói cái này khoảng chừng 15 phút thôi ha. Rồi cái bài số 3 của mình thì mình nhớ là trong cái bài số 2 của mình á là mình học là PCI Plus đúng không? Đó mình tìm cái protein mà nó có cái mối quan hệ xa đúng không? Có nghĩa là distant related sequence PCI Plus. Dù nó là Plus hay là PCI Plus gì đó thì nó cũng tạo, có nó làm cái spellwise alignment, có nghĩa là nó sắp giống cột giữa hai trình tự thôi. Đúng không? Kết quả của nó mọi người click vào đây nè, bất kỳ chỗ nào thì nó sẽ show ra cái kết quả của cái query. Query là cái trình tự mình bỏ vào đúng không, và cái subject là cái trình tự mà có trong sẵn cái cơ sở dữ liệu NCBI, cái cơ sở dữ liệu về GenBank ha, nói vậy đó. Rồi bữa nay thì mình sẽ đi vào cái bài là multiple sequence alignment đúng không, và tại sao mình làm cái multiple sequence alignment thì nãy các bạn đã làm cái multiple sequence alignment rồi đúng không, đó rồi xong xuôi rồi á, bây giờ mình sẽ hiểu cái khái niệm về cái tiến hóa từng cái character ở đây. Nó là đặc tính, đúng không? Nó là cái trình tự, một cái nucleotide thì nó cũng là character nữa, đúng không? Nó là một cái đặc tính của tiến hóa như thế nào. Hả? Rồi làm sao để mình tạo ra cái multiple sequence alignment thì rõ ràng là hồi nãy mình đã làm được rồi, đúng không? Đó. Thì thường á, thì mình làm xong rồi cái bắt đầu mình quay lại lý thuyết á, thì mình dễ hiểu hơn, tại vì mình đã hand on cái đó rồi, đúng không? Đó. Bởi vì là lúc trước thì tôi đi lý thuyết trước, xong rồi mới làm thì có vẻ như mọi người không thích lắm.
nhưng mà đi theo kiểu là mình làm trước xong rồi mình coi lại lý thuyết đó, thì có vẻ như nó ok hơn ha. Rồi xong xuôi rồi, hồi nãy có cái kết quả về multiple sequence alignment rồi đúng không? Nhưng mà đôi khi á mình làm tự động mà mọi người, đúng không? Không phải cái gì nó cũng đúng hết tự động á, nó đâu có hiểu gì đâu. Bởi đôi khi mình phải nhìn vô cái kết quả alignment đó mà mình edit nó được một tí xíu, đúng không? Mình có thể edit một số cái và mình có thể nhìn kết quả nó một, bằng cách là đẹp hơn, đúng không? Visualize nó ra bằng những cái tool đó, nó nhìn catchy hơn, nó nhìn dễ biết được hơn. Đó. Rồi, thì cái multiple sequence alignment này thì nó là nhiều thôi chứ không có gì hết đúng không? Cái kia thì chỉ có hai thì cái này nhiều hơn hai. Đó. Và cái sequence này là global alignment, có nghĩa là end to end ha. Bắt đầu và kết thúc ở chỗ này đúng không? Và bắt đầu kết thúc nó sẽ, nếu mà nó thiếu thì nó insert vào ha. Nó là global chứ nó không phải là local như là cái class của mình. Nhớ ha. Đó. Thì cái multiple sequence alignment này thì nó có thể chèn cái ghép vào, ví dụ như đây nè, đúng không? Nó chèn cái ghép vào để làm sao cho những cái trình tự này nó homologous, đúng không? Homologous có nghĩa là sao? Nó phải tương ứng giống nhau đó. Nó chèn đó, để cho nó maximum, đúng không? Maximize chứ, maximize cái homologous ha. Đó thì là cái thuật toán của cái multiple sequence alignment là như vậy ha. Thì bữa trước á tôi biết được là tôi nói với mọi người là viết cái chương trình để thực hiện cái quá trình là tính pairwise alignment cho từng cặp từng cặp từng cặp vậy á, thì nó hơi vất vả đúng không? Đó, còn này mình bỏ dồn vô hết để mình làm một lúc luôn thì nó tiện hơn rất là nhiều đúng không? Nhưng mà cái nào nó cũng có cái ưu khuyết điểm của nó ha. Đó, đôi khi là mình cần làm những chuyện kia cho những cái mục đích khác chứ không phải làm chỉ có multiple sequence alignment không đâu ha. Mai mốt mọi người sẽ học với tôi về cái SNP đúng không? Học về cái SV đúng không? Structure Variation, hoặc là học về mấy cái chip seq đúng không? Mấy cái pick của mấy chip seq, hoặc là học về 2C interaction, DNA interaction ví dụ vậy, hoặc là học về RNA seq, single cell RNA seq ví dụ vậy. Sau này thì mình sẽ làm rất nhiều cái chuyện là mỗi cái sample á mình muốn so sánh là sample này A với sample B đúng không? B với lại C ví dụ vậy đó. Bởi cái việc mà mình làm mấy kia đó, nó không phải là không hữu ích đâu mọi người ha. Với lại cái đó là mình học cái cách mà mình phát triển cái suy nghĩ của mình đúng không? Về cách lập trình đó, mình bố trí cái những cái dòng lệnh nó theo một cái hàm như thế nào đúng không? Đó. Bởi vì là đừng có nghĩ là mình chỉ làm trong cái ví dụ đó, không phải. Không? Cái đó là cái cách mà mình phát triển cái suy nghĩ của mình về lập trình ha. Đó. Rồi. Thì đây là cái kết quả multiple sequence alignment đúng không? Đây là trên cái Wikipedia đó. Thì rõ ràng là hồi nãy mình nhìn thì màn hình đen không đúng không? Thì có vẻ như không hấp dẫn lắm đúng không? Nhìn không có catchy lắm. Nhưng mà có cái view, một cái visualization giống như vậy lên thì bắt đầu mình cảm thấy là mình dễ hơn đúng không? Nhìn có vẻ như nó đẹp mắt hơn, nó dễ hiểu hơn ha. Rồi. Thì mọi người nhớ là dấu sao này thì là giống nhau hết thì có dấu sao đúng không? Dấu chấm này là có một số giống nhau và nó có thể thay đổi cho nhau đúng không? Có nghĩa là nó tích điện hay là sao đó đúng không ha? Hoặc là nó là ưa nước hay kỵ nước hay sao đó đúng không? Nó sẽ có những cái ký hiệu có thể trao đổi cho nhau được, ví dụ vậy, một chấm hai chấm gì đó. Sao thì là giống nhau hết thì là sao ha. Đó rồi, giờ mình có thể làm cái gì đúng không với lại một cái multiple sequence alignment đúng không? Thì thường á mai mốt mọi người sẽ học về cái chip seq ha. Mình sẽ tìm cái vùng mà nó conserve, có nghĩa là bảo tồn, có nghĩa là những cái vùng giống như vậy nè đó, những cái vùng mà nó bảo tồn giống vậy đó, những cái vùng mà đó, còn những vùng khác là nó variation nhiều quá thì mình không tính đúng không? Đó thì mình muốn tìm những cái vùng đó, những cái vùng đó thường là những cái vùng mà những cái transition factor nó binding vô chỗ đó đúng không? Đó, nó binding để nó regulate cái gì đó, nó có thể là enhancer, nó có thể là promoter hay sao đúng không? Và mình còn có thể dùng cái kết quả của cái multiple sequence alignment để mình làm cái xây dựng cây di truyền đúng không ha. Hoặc là mình muốn coi coi là ở chỗ đó đào sâu vào trong cái tiến hóa của nó như thế nào đúng không? Ví dụ như là tại sao chỗ này á, thì nó thay thế cho được giữa F với I giống như vậy nè đúng không? Đó, bắt đầu mình sẽ nghĩ tới những cái mình giải thích đúng không? Đó, những cái tiến hóa mà nó không thể nào nó thay thế bằng cái khác được đúng không? Đó thì
mình có thể đào sâu vào đúng không, những cái chọn lọc tự nhiên ha, đó tiến hóa như thế nào đó ha, đó thì cái này nó sâu vào trong mấy cái về học về cái tiến hóa đồ này kia đúng không, về di truyền, về tiến hóa đó. Thì tôi không có nhiều ví dụ về mấy cái này ha, nó không phải chuyên môn của tôi, nhưng mà ở đây mình nói được biết được là nó có ứng dụng khi mà mình làm cái multiple sequence alignment ha. Đó thì đây tôi cho một cái ví dụ về cái thứ nhất này là về cái motif ha, đó một cái binding size hay là một cái motif của transition factor nó binding vô tới ha, chỗ đó. Ví dụ như đây mọi người thấy được là có rất nhiều cái đoạn của nhiều cái transition factor khác nhau nó binding vô đúng không? Khi mà mình sắp giống cột lại những cái trình tự đó, đó mình sẽ thấy được là nó sẽ có những cái vùng bảo toàn ha, rất là conserved ha. Ví dụ như vùng đây GGGGG không ha, đó, hoặc là có những cái vùng ở đây là CCCC không, ví dụ vậy đúng không ha. Đó và ở đây cũng tương tự giống vậy, và từ đó người ta sẽ xây dựng được cái logo ha, cái logo mà cái sequence alignment mà trong cái hình bên này nè ha, đó là cái logo. Thì mọi người thấy được là ví dụ như cái C chỗ này nè mọi người, cái C ngay chỗ cái nu này là 1 2 3 4 5 6 6, cái C này nè mọi người thấy là thì nó đây là 1 2 3 4 5 6 đúng không, cái C này, cái C này đó, thì mọi người thấy rõ ràng cái C này đây nó bảo tồn rất là nhiều đúng không, có nghĩa là hầu như những trình tự ở trong đây nó đều xuất hiện C, nó có xuất hiện T, có xuất hiện A, ở đây cũng có A T nhưng mà nó ít, tỷ lệ nó ít thôi. Thì cái logo này là nó thể hiện cái frequency đúng không, của C hoặc là của T của cùng một cái vị trí đúng không, nhưng mà cái frequency của C, của J, của T, của A nó khác nhau đó. Thì cái càng bự ở chỗ này thì cái frequency nó càng cao ha. Thì người ta gọi cái này cái logo, cái motif logo ha, để mình visualize lên mình dễ thấy á ha. Rồi mọi người thấy ở đây nè, có hai cái JJ ở đây nè đúng không, đó ở vị trí thứ 17 đó với lại là 15 đó. Ủa 13 chứ ha, 13 14 15 16 17 13 với là 17 ha, 13 với là 17 đó là đúng rồi đó, là hai cái J này mọi người thấy đây nó J hết đúng không, thì bởi vì đây nó xuất hiện chữ GG không được không ha. Thì bây giờ mọi người hiểu được cái hình logo người ta vẽ ra là từ đâu rồi đúng không, có nghĩa là người ta phải làm multiple sequence alignment trước đúng không, đó để người ta ra được cái này rồi xong xuôi rồi người ta mới vẽ được cái logo này dựa trên cái frequency xuất hiện của cùng một cái vị trí đúng không, đó mà cái tần số xuất hiện của bốn cái nucleotide thì nó khác nhau như thế nào ha. Thì cái này người ta gọi là cái motif ha, cái motif. Rồi thì cho em hỏi chút không thầy, hỏi đi em. Dạ, cái hình vừa rồi á thầy, là cái này là họ làm cái chipset của các loài, nhiều loài khác nhau hay là của cùng một loài mà nhiều cái gen khác nhau thầy? Cái chỗ đánh cái nó bắt vào cái alpha box này, alpha box này này. À cái này á hả, cái này là của nhiều loài khác nhau em. Cái này làm ở vi khuẩn không phải làm chipset em. Ừ, cái này không phải chipset. Nhưng mà một lát tôi đi xuống dưới sẽ cho một cái ví dụ về chipset sao. Ha. Cái này là làm theo kiểu cổ điển á, có nghĩa là người ta làm cái metagenomic á của nhiều cái con vi khuẩn khác nhau ha. Ừ. Vậy làm sao người ta lấy được những cái vùng này ra nếu mà không dùng chipset? Tại vì chipset thì thường nó bắt dùng kháng thể để bắt cái protein, ví dụ mấy cái transcription factor nó bắt xuống thì nó câu luôn cái đoạn này xuống, nhưng mà nếu mà không dùng chipset thì người ta dùng cái gì để... Cái này hả, cái này là người ta dùng primer để người ta amplify cái vùng gene lên thôi à. Ừ, chứ không có liên quan tới cái chipset. Ừ. Rồi. Dạ, em cảm ơn thầy. Rồi, tôi đi tiếp nữa nha. Thì khi mà mình có nhiều sequence rồi đúng không? Mình muốn làm những cái chuyện mà giống như hồi nãy mình thấy gì đó thì mình không phải công phu để mình ngồi lập trình lại đâu, có nghĩa là mình vẫn có thể làm được, nhưng mà có cái meme suit này nó làm rất là tốt đúng không, mình có cái multiple sequence alignment rồi đúng không, mình bỏ nó vào nó có thể làm rất là nhiều chuyện ở đây cho mình ha, rất là nhiều chuyện đó. Hồi nãy là một cái ví dụ như là cái discovery motif nè đó,
mình có cái trình tự multiple sequence alignment đúng không, hoặc là mình chỉ cần có cái FASTA thôi cũng được đó, mình bỏ nó vào xong xuôi nó sẽ làm, nó tìm cho mình cái mô típ đúng không, cái mô típ là cái giống vậy nè, cái giống vậy nè đó, nó tìm cho mình ha. Hoặc là nó làm nhiều thứ khác nhau nữa ha, làm chuyên ontology đủ thứ hết mà nó miễn phí online đó mọi người ha. Ai muốn thử thì cứ đánh cái Memsuite vào và bỏ vào cái trình tự mà thử. Ở đây tôi có để cho mọi sẵn cái đường dẫn của nó nè ha, đó mọi người có thể thử ha. Rồi ở đây là một cái ví dụ khác về cái chipset ha, ví dụ như giờ tôi làm một cái chuẩn syntax to, ví dụ tôi muốn tìm hiểu về Oxford đúng không, có nghĩa là cái gene là PALFI F1 đó, hoặc là tôi muốn tìm hiểu về Nanoc hoặc là SOC2 ví dụ vậy đó, hoặc là tôi muốn làm về binding site của cái AR đúng không, hoặc là HERB2 ví dụ đó, tôi muốn nghiên cứu về ung thư vú ví dụ vậy đó ha. Và những cái hormone ví dụ như đó, thường thì trong lab tôi sẽ làm về cái AR binding site đúng không, đó ER binding site hoặc AR đó. Nếu mà tôi làm về cái breast cancer với prostate cancer thì tôi sẽ làm chipset. Thì sau khi chipset rồi, chipset là gì, là cái protein đúng không, nó có khả năng bám dính lên trên cái DNA của mình đúng không, cái trình tự cái vùng này là DNA của mình nè, cái đường màu này là DNA của mình ha. Thì cái protein nó bám lên chỗ này đúng không, nó bám lên chỗ này, bám lên chỗ này, thì mình sử dụng một cái antibody để mình lai cái protein nó lại, mình bắt nó lại xong xuôi rồi mình remove cái protein nó đi ha. Xong rồi mình lấy cái những cái sequence này nè, đó mình đem đi sequencing. Thì khi mình sequence ra thì mình alignment nó vào thì nó sẽ tạo thành cái peak tại những chỗ này đúng không, đó. Thì mình có, khi mình có cái peak rồi, mình lấy cái trình tự này nè, mình lấy cái trình tự này nè, mình đem ra, mình để đây, mình để đường trình tự này xong xuôi mình làm multiple sequence alignment thì mình cũng tìm được cái motif của nó, được không ha. Đó thì đây là cái cách mà mình cũng tìm mô típ để dựa trên cái chipset. Thì mai mốt mình sẽ đi sâu vào trong cái đó luôn. Ở đây chỉ nói là cái việc mình làm multiple sequence alignment đây nè, đó, nó sẽ giúp cho mình tìm được cái mô típ. Còn cái input ở đây của mình, sequence ở đây, mình có thể làm nhiều cách khác nhau để mình có được, đúng không? Trong trường hợp này là sử dụng chipset, còn trong trường hợp này là mình sử dụng PISA cho cái metagenomic, thấy không? Ví dụ như ở một đống những con vi khuẩn có trong nước, nếu không nước bị nhiễm trùng hay là nước bị ô nhiễm ví dụ như đó, mình lấy cặp primer ra ở một cái vùng gene nào đó, mình chạy PCR ra thì mình giải trình tự cái sản phẩm PCR đó đúng không, thì mình cũng ra được, mình làm cái multiple sequence alignment giống vậy, mình cũng tìm một tiếp đúng không. Còn đây là mình làm chipset để mình tìm ra những cái vùng sequence này nè, sequence này nè, sequence này nè, đó mình được những sequence này, xong xuôi mình làm cái multiple sequence alignment để mình được cái này này, xong xuôi mình tìm ra cái mô típ. Ha, mọi người thấy là ở trong đây những cái vị trí TTTT ví dụ vậy không, nó bảo toàn hay sao đó ha. Rồi rồi thì cái ví dụ kế tiếp là hồi nãy mình có ba ý cả thảy đúng không, ở trên đây mình có ba ý, một cái là mình làm cái binding site đúng không, đó của cái mô típ hoặc là transcription factor. Rồi mình bây giờ mình đi tới tiếp với cái ví dụ là xây dựng cái cây di truyền ha. Thì đây tôi lấy cái ví dụ về cái COVID ha. Đó thì mọi người cũng thấy là ở đây những con như alpha, beta đúng không, đó epsilon đổ này kia, cái thời điểm mà tôi lấy cái data này là tôi dạy lớp kia là cái hồi 8 tháng đó, thì cái hồi đó là hồi tháng tháng 6 tháng 7 năm ngoái, ủa hình như không phải tháng tháng 5 tháng 6 hay sao đó, trước khi mà có con, thời điểm đó là có con Delta nhưng mà nó chưa có con Omicron đúng không ha. Đó thì bây giờ thì bắt đầu là nó có con Omicron, thời điểm nó chưa có ha. Đó thì đây là người ta dựa trên cái protein spike S này nè, protein đó để người ta phân loại đúng không, đó phân loại ra nó có những cái đột biến chỗ nào, amino acid nó khác nhau và những chỗ nào là có giống nhau đó ha. Thì mọi người thấy được là cái chỗ này là nhất quyết nó phải là G, mọi người thấy không? Đó ha, đó cái G này là amino acid nha mọi người. Rồi thì ở đây người ta sau khi người ta làm multiple sequence alignment rồi đúng không, ở đây làm ở 3-4 cái gene khác nhau ha? Ở trên thì chỉ làm cái protein S thôi, ở đây làm nhiều cái gene khác nhau, thì người ta xây dựng cái cây ha. Đó
thì cái thời điểm đó là cái con delta là đang được báo đăng nhiều quá đó, bởi vì tôi lấy là cái ví dụ là delta này đó. Thì ở đây mọi người thấy được là dựa trên cái trình tự đúng không, người ta có thể phân loại ra thành cái nhóm. Cái nhóm này là delta, rồi nhóm này là kappa, rồi epsilon, rồi này kia ha. Đó, và một lát mình cũng sẽ lấy cái data, mọi người sẽ làm thử ha, làm thử làm cái multiple sequence alignment, lấy cái data của COVID đó ha, để mình tự làm thử coi như thế nào ha. Thì năm ngoái cũng có cái một cái anh nói trên cái nhóm ban phân tích á, là ảnh nói về cái phương pháp xây dựng cái cây ha, đó rất là nhanh và tiện lợi ha. Không biết mọi người có nghe không, có gì tôi sẽ gửi cái video cho mọi người ha. Rồi rồi, cái này cũng là một cái ví dụ ha. Ai mà muốn hiểu thêm về COVID chỗ này kia thì có thể lên trên cái bài tôi để đây nè, lúc nào tôi cũng có cái link sẵn á, bấm vào để xem ha. Rồi bây giờ mình mới đi vào những cái đặc tính đúng không. Đó, những cái đặc tính ở đây là cái gì, có nghĩa là người ta lý luận dựa trên cái lý luận là vậy nè, cái di truyền của mình là cái DNA của mình đúng không. Đó thì nó là những cái đặc tính như là về kiểu hình đúng không, đó về kiểu gene, DNA sequence thì người ta gọi là cái feature, hay là còn gọi là character ha. Nó có nhiều cái đặc tính khác nhau ha. Mình đôi khi có những cái đặc tính nó quan trọng đúng không, để giúp cho mình phân biệt cái này với cái kia, đôi khi nó không quan trọng. Phân biệt ở đây là phân biệt về mặt di truyền đó ha, tại mình đang nói tới di truyền mà đó. Một lát mình sẽ thấy được là đặc tính nào thì quan trọng giúp phân biệt, và những đặc tính nào không quan trọng đúng không. Nhưng mà mình còn càng có nhiều đặc tính thì càng tốt cho giúp cho mình cái quá trình phân loại của mình đúng không ha. Nếu mà cái những cái đặc tính đó, nó càng giống nhau đúng không, thì tụi nó có liên quan với nhau nhiều ha. Cái này là cái lý luận của người ta ha. Đó, đôi khi thì nó không phải đúng 100% đâu ha. Nhưng mà cái lý luận này mọi người thấy rõ ràng đúng không, có nghĩa là những cái đặc tính, ví dụ như mình xem giữa con giữa cửa con chó với con mèo ví dụ vậy đúng không. Đó thì tụi nó có những đặc tính như là thân thiện hay sao đó đúng không. Đó thì nó sẽ gom chung lại với nhau, nó sẽ có liên quan với nhau đúng không. Đó còn có những con như con nhím ví dụ vậy đó, thì thử giờ cho nó phóng kim ra thì nó không có đặc tính thân thiện đúng không, thì ship nó vào trong những cái khác đúng không. Đó thì mình dựa trên những đặc tính để mình group nó lại đó, tại nó relate với nhau đúng không, nó có chung nhiều đặc tính thì nó càng relate với nhau ha. Đó thì cái này là người ta lý luận như vậy, thì bây giờ mình thử coi là người ta lý luận sao. Ví dụ như đúng không, mọi người xem nè, ở đây từ cái con này giống như con lươn vậy đó mọi người ha, cá chạch đũa đó. Thì khi mà cái đặc tính mình coi đặc tính là có hàm đúng không, cái này là mình dựa trên cái đặc tính là morphology ha, chứ không phải là dựa trên DNA ha. Thì rõ ràng con này không có hàm, cá này bắt đầu có hàm đúng không. Đó rồi xong xuôi bắt đầu mình đi lên tiến hóa lên cái nữa, cái đặc tính là có phổi đúng không, cá nó chưa có phổi mọi người, nó thở bằng nang mà sao có phổi được đúng không. Thì bắt đầu cái con thằn lằn này á, thì bắt đầu cũng có phổi đúng không. Rồi bây giờ người ta đi lên cái đặc tính nữa là có móng vuốt đúng không, cái con này nó chưa có móng vuốt đâu mọi người, mặc dù nó leo tường chỗ này kia đúng không ha. Đó không, cái con này nó không có leo tường mọi người, nó leo đá đó mọi người. Mọi người ở ở biển ở Sydney này thì thấy nó nhiều đó, cái con này thì mới leo tường mọi người, chỉ con này có móng vuốt ha. Rồi bắt đầu tới lông đúng không, có lông đúng không. Đó cái này là lông vũ ha, còn cái này là lông này là giống như mình vậy đó, là tóc, lông tóc đó ha, là hair chuột, nó bắt đầu vậy ha. Thì mọi người thấy là theo thời gian mình dựa trên cái đặc tính này morphology để mình chia ra ha. Còn ví dụ như mình dựa trên cái dựa trên nhuộm đúng không. Đó mấy cái nhuộm đổ này kia của mấy cái pathologist làm á đúng không, mình dựa trên nhiều cái để mình phân loại ra nữa, thì mấy mốt cái đó thì chắc cũng phải nhờ mấy bạn làm pathologist đó cho ví dụ ha, bữa nào làm cho ví dụ để phân biệt coi là những cái loại tế bào nào sẽ phân biệt được giữa tế bào mấy cái loại mà mô tóc đúng không, với mô da đúng không, mô da với lại mô phổi ví dụ vậy đúng không. Đó mô phổi với mô bao tử ví dụ đúng không, nó sẽ có những cái đặc tính đó, nhìn vào trong cái đó thì có thể phân loại ra đúng không. Đó thì đây mọi người thấy không, là có cái sự association giữa cái đặc tính đúng không với cái thời gian.
ha, với cái time, là cái time này chính là cái evolution đó mọi người ha. Đó thì đây là như vậy thôi, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng đúng đâu mọi người. Ở đây là một cái ví dụ khác đó, ở đây cái ví dụ về tóc ở động vật hũ nhũ ha. Đó thì mọi người thấy là nó, cái đặc tính tóc của động vật hũ nhũ nó là unique character. Rõ ràng là ở đây những con như Lisa với con Frog đó, con cóc đồ này kia nó đâu có tóc, đúng không? Thì từ cái bước này mà qua cái bước này nó là một cái bước thay đổi, đúng không? Có và không có rất rõ ràng để giúp cho mình phân biệt được hai cái nhóm này, đúng không ha? Nhưng mà ở đây cái đuôi không có. Ví dụ như con Lisa với con Frog thì con này nó không có cái đuôi thiệt đó, nhưng mà con này nó có đuôi mà, đạn Lisa nè, đúng không? Nó có đuôi nè, đó nó có đuôi đó, đúng không? Mà đâu phân biệt đâu. Ở như mình thì mình cũng có đuôi, nhưng mà đó thì nó có, đúng không? Thì bởi vậy là không phải đặc tính nào nó cũng giúp cho mình phân biệt theo cái thời gian giống như vậy, nó không phải ha. Nó không phải, nó không phải đó. Cái đó mình phải từ cái kinh nghiệm của mình, đúng không? Từ cái data của mình đó giúp cho mình kết luận, chứ không phải cái nào nó cũng trúng ha. Nó vậy đó. Thì cái này nói cho mọi người biết ha. Đó rồi, thì ở đây muốn nói lên là mình càng có nhiều đặc tính đó, thì nó càng tốt ha. Một cái ví dụ như bây giờ mình đi chợ ha, mình thấy mình mua gà, đúng không, với tàu phù, nó đều rẻ hết, đúng không? Cost chỉ có một cái dấu đô la là rẻ, đúng không? Và nó màu trắng, đúng không? Đó, và skin có da không, đúng không? Có đồ bọc lại hay là cái gì đó, đúng không? Có cái cover lại đó, có skin hay không? Thì cái này tàu phù có khi có khi không, nhưng mà cái này thì lúc nào cũng có. Như vậy thì rõ ràng nếu mà nhìn vô cái này thì chicken với tàu phù là một à, đúng không? Đó thì đâu có đúng đâu. Bởi vậy đây muốn nói là khi mà mình muốn phân loại cái gì đó, đúng không, mà dựa trên những cái đặc tính đó, đó thì càng nhiều đặc tính thì càng giúp cho mình phân loại tốt hơn đó. Bây giờ mọi người thử nghĩ thêm một cái cột gì đó đang đi đó, để giúp cho mình có thể phân loại được tốt hơn, cho thêm một cái cột đi mọi người. Rồi, mọi người không cho thì tôi cho đại ha. Ví dụ như giờ tôi thêm đặc tính có chân hay không có chân, đúng không? Nếu mà có chân thì bao nhiêu chân, đúng không? Có lông hay không có lông, đúng không? Đó, có tóc hay không có tóc ha. Ví dụ như vậy thì đây rõ ràng này là có hai chân, nhưng mà tàu phù không có chân nào, đúng không? Cái này là có lông vũ hay không thì nó có, đúng không? Cái này có tóc hay không thì nó không, đúng không? Thì rõ ràng nếu mà mình thêm những đặc tính vào thì hai cái này nó tách biệt ra, đúng không? Nó tách biệt ra dần dần đó, chứ không còn là giống như trên đây là nó giống nhau, đúng không? Đó, bởi vậy là càng nhiều đặc tính thì càng giúp cho mình phân biệt được tốt hơn. Nhưng mà đôi khi nhiều đặc tính quá nó làm cho mình loãng đó, đó nó gây cho mình cái nhiều quá đó. Thứ nhất là chạy trên máy tính đó, nó nhiều thì mình biết được máy tính mình vẫn chạy được, đúng không? Nhưng mà nó lâu, nó mất thời gian, đúng không? Và nó cho kết quả divergent quá, nó cách biệt xa nhau quá, đúng không? Đó thì mình cũng đôi khi mình không biết cách giải thích làm sao đó. Bởi vậy người ta phải chọn lựa những cái đặc tính nào đó mà nó phù hợp, đúng không? Nó giải quyết được cái câu hỏi của người ta ha, trong cái chuyện người ta làm đó. Rồi thí dụ như bây giờ về cái bioinformatics, đúng không? Đây mình cái chữ bioinformatics mà theo thời gian nó mới đầu nó là chỉ là information, nó là học về công nghệ thông tin, đúng không? Đó mình dần dần lên thêm vào ha. Đó thì đây là rõ ràng là nó homologous mà nó có cùng cái common origin ha. Đó rồi, ở đây tóm lại cái việc làm multiple sequence alignment là cái gì? Nó chỉ giúp cho mình á, là đặt những cái vùng mà nó homology với nhau á, thì nó để chung với nhau á, chứ không có gì gọi là ghê gớm á, đúng không ha? Nó insert vào những cái vùng đó mà nó biết được là chỗ đó thì quan trọng phải có, nhưng mà nếu mà không có thì phải insert vào, đúng không? Và nó đem những cái vùng mà nó giống nhau đó, cho nó giống nhau để vào trong chỗ đó. Ví dụ CCC hết chỗ này nè. Đó. Như vậy là cái chỗ đó là cái homologous, đúng không? Tụi nó phải giống nhau như vậy thì nó mới được, bởi vì là nó gom lại nhau, đúng không? Đó. Nguyên cái multiple sequence alignment chức năng của nó chỉ là vậy thôi. Còn cái việc mình sử dụng để mình làm mấy cái downstream analysis như hồi nãy trên nó liệt kê ra ba cái đó ha, là cái đó là mình thấy mình sử dụng nó vậy thôi.
Chứ còn cái nhiệm vụ của cái việc làm bên trên một SQL Alignment là nó tìm những cái vị trí, đúng không, để đặt những cái trình tự có cùng homologous lại với nhau thôi ha, chứ không có làm gì cao siêu ha, nhớ vậy nha. Rồi thì cái việc mà phân tích cái cây á, cái việc mà phân tích cái cây này á, thì nếu mà mình làm cái multiple sequence alignment tốt thì mình ra cây tốt ha, còn nếu không á thì vô là rubbish thì ra cũng là rubbish ha. Có nghĩa là mình làm multiple sequence alignment tầm bậy tầm bạ đó, nó ra không có được đó. Có nghĩa là mình chọn sequence sai đó, cái input của mình chọn sai thì cái output mình sai ha, chứ không có cái nào mà cái input của mình là multiple sequence alignment là không tốt mà mình ra cái cây tốt thì không có ha. Đó. Rồi thì đây là cái cách mà lúc trước người ta làm, đúng không, để mà làm cái multiple sequence alignment đó, thì người ta làm alignment từng pair giống như bữa trước mình làm vậy đó mọi người ha. Người ta làm pairwise alignment đó, làm từng cặp đó, xong xuôi rồi á, người ta mới làm cái ta làm multiple sequence alignment đó theo cái cây mà người ta xây dựng nè. Những đứa nào mà giống nhau nhất á, thì người ta đem lại với nhau, người ta alignment lại với nhau trước, đúng không, rồi người ta optimize nó và người ta được có cái gap của từng cái ha. Đó thì cái này là cái thuật toán đó, người ta làm thuật toán có nghĩa là làm cho nó hiệu quả ha. Có nghĩa là có nhiều cách làm nhưng mà người ta chọn cách làm mà hiệu quả nhất. Đó thì ban đầu thực chất là người ta cũng làm pairwise alignment đó mọi người. Người ta dựng được cái cây rồi, xong xuôi rồi bắt đầu người ta mới làm multiple sequence alignment bằng cách là tìm cái chỗ nào có gap, đúng không, rồi tìm cái chỗ nào mà nó giống nhau nhiều nhất, đúng không, để người ta maximize cái insert đó và minimize mấy cái gap này đi ha. Đó thì trong đây là cái thuật toán như vậy. Rồi cái cách mà tạo cái multiple sequence alignment thì mình không có, ở đây mình không phải là học về cái thuật toán chuyên về xử lý chuỗi, đúng không, bởi vậy là mình không có đi sâu vào cái thuật toán ở trên ha. Người ta đã làm thành những cái batch cách đây 30 năm rồi, cũng đã rất tốt rồi mọi người đó, bởi vậy là bây giờ mình chỉ cần sử dụng thôi, biết cách sử dụng hiệu quả là được ha. Thì nó có cluster, nó có muscle, nó có tcopy nè, tôi đã cho mọi người chạy thử cái muscle. Nhưng mà cái cluster là cái omega đó mọi người, cái omega mà mới đây á đó, cái omega là cái version update nhất của cái cluster này đó mọi người ha. Đó rồi thì tôi không đi sâu cái này nữa ha. Đó mọi người có thể tự chạy hết rồi ha. Đó rồi xong rồi mình có cái multiple sequence alignment rồi, nhưng mà đôi khi á mình cảm thấy được là nó chưa có ổn đó. Ví dụ như là mọi người nhìn thấy nguyên cái chỗ này nè, đó thì đây đúng không, đó nguyên cái chỗ này thì nó có hai cái S ở đây nè. Đó thì đây nguyên cái vùng này á, là cái việc mà chèn vô chỗ này á, nó trúng chưa, đúng không ta, nó trúng chưa. Đó thì nếu mà mình có kiến thức về sinh học á, thí dụ như mình nhìn thấy cái S này dưới đây có cái S này nè, đó thì liệu là có nên dịch nguyên cái này qua bên chỗ này không, đúng không. Đó thì nếu mà mình có kinh nghiệm, đúng không, mình nhìn vô mình biết được á, đó mình hiểu về sinh hóa mấy cái substitution chỗ này kia, đúng không, mình có thể correct nó lại cho nó tốt hơn ha. Đó thì cái đó là tùy thuộc vào kinh nghiệm đó. Do ở đây tôi nói vậy có vẻ như mơ hồ, nhưng mà thật chất ra mấy mốt á mình làm một cái project nào đó thì mình chỉ làm có mỗi cái routine đó thôi. Thí dụ như mình làm COVID á, mình làm một cái routine S, đúng không, thì cái việc mà mình ngồi mình nhìn mấy cái này á, dựa trên kinh nghiệm của mình sửa, nó không phải có gì gọi là quá đáng lắm đâu, không có gì gọi là cao siêu lắm đâu ha. Đó bởi vậy là người ta có cái tool, đúng không, để giúp cho mình ngồi edit cái này lại ha. Edit cái, tại vì cái này tương tự mọi người thấy là làm tự động mà, đúng không, mà tự động thì nó pha form perfect mà, đúng không. Đó nó làm sao mà perfect được. Đó thì mình cần phải có cái tool để mình sửa lại, mình chỉnh sửa lại cho nó phù hợp ha. Đó. Tôi không đi sâu một cách chỉnh sửa cũng như mấy kiến thức để chỉnh sửa, không đi sâu vào ha. Đó còn ai mà muốn thì sẽ có cái lớp riêng để học về mấy cái này ha, sinh hóa của nó ha, sẽ liên quan tới cấu trúc của nó đồ này kia, đúng không, đó mấy cái triad của nó, cái chỗ catalytic domain của nó, hay là mấy cái motif function của nó, đúng không. Đó thì mình phải edit nó lại, thì cái này nó có cả một cái lecture riêng của nó nữa mọi người ha. Thì để làm cái việc mà manual hay là automatic edit đó thì có cái Java View này nè ha, hoặc là cái Glog này nè ha, đó giúp cho mình cải thiện lại tốt hơn
đó. Thì ai có hứng thú thì lên thử coi xem như thế nào ha. Rồi à, bây giờ mình thử làm cái multiple sequence alignment đó mọi người á, thử lấy cái file á, download cái file này nè về ha, làm thử multiple sequence alignment một lần nữa ha, rồi xong xuôi correct bằng cái glog này thử coi như thế nào ha. Rồi vậy là bài bữa nay là mình chấm dứt tới đây, có ai hỏi gì không mọi người? Hello, có ai hỏi gì không? Dạ em không ạ. Rồi, em cảm ơn thầy. Cái bài đó là đơn giản đúng không? Hy vọng là mọi người nắm được ha, nắm được là cái trình tự mình học đó, ha, bài trước cái bài sau nó liên quan nó khác nhau như nào, vậy là được rồi. Rồi như vậy là mình tiếp tục mình học tiếp tới cái phần lập trình của mình đi mọi người, chứ nếu không đó là mình không kịp bài ha. Rồi bữa nay tôi sẽ đi tiếp tới cái lệnh or ha mọi người ha. Mình học bash script là mọi người chắc là đã rành hết rồi đúng không mọi người, thấy đó là mình phải chịu khó làm bài tập để chứ tôi không biết làm sao mà biết được. Học về ngôn ngữ lập trình thì chỉ còn cách vậy ha, chứ đâu có biết làm sao mà giúp được. Làm nhiều thì quen thôi chứ không có cách nào. Rồi, tôi sẽ không có cái lệnh ở bên cái lệnh set này thì tôi không có muốn đi sâu vô ha, mọi người tự xem, tôi chỉ muốn nhấn mạnh lại một cái chỗ ha, là thí thí dụ như tôi có một cái file ha, thí dụ tôi có một cái file. Tôi đặt cái file đó là A đúng không? Giờ tôi thử khác cho mọi người thử xem cái lệnh A của tôi là cái gì. Đúng không? Thì trong đây của tôi là ok, cái file A của tôi là có hai cái này. Đó. Nhưng mà giờ tôi không thích, tôi không thích có cái chữ motif trong đây. Đúng không? Tôi muốn đổi tên nó thành là cái transition factor binding size. Đúng không? Tôi không muốn là nó là motif mà tôi muốn đổi như vậy. Thì cái cách mà bình thường mình sẽ làm á, mình làm nano đúng không, đó đô là a ví dụ vậy đúng không, vô trong đây thì mình thay đổi nó đúng không, mình thay đổi nó gì đó. Mà nếu mà mình chỉ có một hai chỗ mình thay đổi thì không nói gì, đúng không, đây có hai chỗ thì mình có thể thay đổi đó. Giờ tôi nói mình có 500 chỗ rồi sao thay đổi kiểu gì đúng không, đó thì cái lệnh set này nó giúp cho mình thay đổi. À, tôi thí dụ đó, tôi muốn sửa lại là cái chữ khi nào mà xuất hiện cái chữ mô tiếp, tôi muốn sửa lại thành cái transition factor binding size đó. Thì mọi người thấy là nó sửa lại không, đúng không, chữ motif thì sửa thành transition factor binding size, motif thì thành transition factor binding size đó. Thì cái câu lệnh này nó đơn giản là chữ S này là viết tắt của chữ substitution đó. Cái này là cái mà cần tìm ở trong file là chữ motif và thay thế bằng cái transition factor binding size, được chưa đó. Cái này là cái mà tôi thường hay sử dụng nhất đối với cái lệnh set này. Thực chất là có cả cuốn sách luôn mọi người, có cả cuốn sách luôn. Cái này nó làm cái ngôn ngữ lập trình nó xử với chuỗi đó. 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 Chỉ dạng vậy thôi. Đó. Còn mấy cái khác đối với tôi á, tôi cũng ít bao giờ sử dụng đó. Bởi vì là tôi bắt mọi người học thì tội nghiệp mọi người quá đúng không?
chỉ có cái này là tôi hay sử dụng thôi. À, rồi còn có thêm một cái lệnh nữa đó, đôi khi ấy, mình muốn nó thay thế nhưng mà giờ mình không muốn tạo ra một cái file, thí dụ như tôi thay thế tới 5 cái file này, nó tới 50 GB lận đúng không, mà tôi thay thế nó 50 GB, nó thay thế chắc là tôi nghĩ là mất cũng khoảng nửa tiếng đến tiếng đồng hồ, tôi không muốn tạo ra một cái file mới 50 GB nữa, nó in ra màn hình thì để làm gì đúng không. Đó, tôi muốn nó in play luôn, có nghĩa là nó edit, nó sửa trên cái file A luôn chứ đừng có làm gì hết đúng không. Thì tôi thêm cái chữ y vào đó, là cái chữ này là in play ha. Đó rồi, cái này không in ra màn hình gì hết, bây giờ tôi thử khép cái lệnh A này lại, bỏ test cái file A này lại thì nó đã thay thế trực tiếp vô trong cái file này rồi, ok không, được không ha. Cái chữ y này có nghĩa là in place ha. Đó, nó thay thế cái này vô hẳn luôn cái file này luôn đó, chứ không có mà giống như hồi nãy in ra màn hình, nó chỉ in ra màn hình thôi, chứ còn cái ruột ở trong cái file này nó vẫn như cũ. Cái này nếu mà không có chữ y này ha. Rồi, vậy là xong cái lệnh set này. Ai có nhu cầu thì ở trong đây cái lecture mọi người cũng thấy gì đó ha, là có để sẵn. Có để sẵn đó cái lệnh cái phần set với off này ha. Đó, nhưng mà thực chất ra nó in head detail thì sử dụng lệnh head detail được rồi đúng không, chứ đâu cần phải sử dụng cái lệnh này để làm gì đúng không. Đó, thí dụ như cái phần này là nó substitution là tôi đã chỉ mọi người rồi ha. Đó, thì ở đây cái regular expression này thì chắc là nó hơi khó với mọi người đó, mọi người bỏ qua, còn nếu mà ai mà muốn thì đào sâu đi cái link này vào ha. Đó, rồi thì cái này mình có thể làm nhiều lệnh chồng lên với nhau được đúng không. Hồi nãy tôi chỉ làm có một lệnh substitution thôi, có khi mình làm 2-3 lệnh substitution khác nữa đúng không. Đó, thì mình dùng cái lệnh e này của mình làm nhiều lệnh khác nhau được. Rồi, bây giờ mình tới on, cái này quan trọng, cái này phải đi sâu ha. Cái lệnh on ở đây nó cũng là một dòng lệnh đó mọi người, tôi giải đây, tôi giải một dòng lệnh để mình làm cái gì cho nó nhanh gọn lẹ đúng không. Đó, thì ví dụ như bây giờ tôi có một cái file giống như vậy ha. Đó, có một cái file có nhiều cột giống như vậy. Đó, bây giờ á mình muốn lấy ra một số cột nào đó trong mấy cột này thôi. Thí dụ như bây giờ tôi muốn lấy cái cột b-value đi, thường mình hay quan tâm tới b-value đúng không. Vậy tôi muốn lấy cột b-value ra không, thì bình thường mình sử dụng cái lệnh nào vậy mọi người? Rồi, thôi bây giờ hỏi thì nó hơi khó đúng không. Bây giờ mình sẽ nhờ một bạn xem màn hình ha. Đó, để bắt đầu mình làm một cái ví dụ đi. Nói chung là làm thì mình mới thấm thía được đúng không, còn nếu không tôi hỏi đây chắc mọi người cũng không hình dung được gì. Mời bạn Mai Phạm được không em? Dạ, thế em chưa làm được ạ. Rồi, cảm ơn em. Mời bạn được. Nguyễn Ngọc Dũng, 61, được không em? Được ạ, thầy chờ em một chút ạ. Rồi, em để tôi đưa cho em cái data file ha. Thật chất là em có thể download trực tiếp ở trên đó luôn. Nếu mà em download được thì em download trực tiếp đi em. Tôi thì tôi cũng sẽ tìm lại cái file đó để tôi gỡ cho mọi người.
Tôi tìm không được, tôi upload một cái mới nha. Upload một cái file nào đó cũng được, không sao. Thế có phải cái file AW gì gì đấy đúng không ạ? AWK.sh ấy, đúng không ạ? Không, không phải em, không phải em. Cái data file này nè, để tôi gỡ lên. Lấy một cái khác. Nó là trong cái thứ mục data của thầy cho trong cái file PDF. Trong homework đúng không ạ? Trong homework hình như có đấy ạ. Có homework. Có homework với cả classwork thì không biết là thầy định lấy file nào ạ? Lấy cái classwork em. Nhưng mà có cái file chi. Ở trong đây chỉ có cái dạng, đó là có cái gene thôi. Tôi không hiểu là nó bị mất ở chỗ nào rồi. Sorry mọi người, nhưng không sao, kệ đi, mình lấy cái nào cũng được. Mình làm ví dụ thôi mà. Cái file cũ của tôi bị mất rồi, biết cái để đâu rồi. Mọi người có một mê thôi. À, cái of example cũng được đấy em. Cái of chấm TSV example 0.91 mê cũng được. Cái ở dưới nè. Em gửi lại cái file ọc vào trong chat box cho mọi người. Em gỡ cái file đó. Cái ọc example.tsv cũng được. Vâng. Vâng ạ. Ở đây rồi thầy ạ. Cái of example rồi. Để bây giờ em thử khép cho mọi người xem thử coi là MCD vô trong, để tôi chỉ em nè. Em click vô trong cái thanh ở trên đúng rồi. Rồi, em bấm Ctrl L. Rồi, em copy cái link của nó. Em copy nguyên cái đó. Ừ. Xong xuôi em CD vào trong chỗ đó để mình làm việc cho nó dễ. Em bấm Ctrl A. Được rồi thì ạ. Em LS đi. Rồi bây giờ em hét cái example.tsv. Hét thôi em, không cần phải hét nguyên cái file đâu. Hết là nguyên file, em hết nó thôi. Hết có nghĩa là em lấy mấy dòng đầu thôi, đúng không? Chứ tội tình gì lấy nguyên file để làm gì. Không, em đánh chữ hết luôn nè. Em đánh chữ hết luôn. Chữ hết là chữ hờ. EAD. Đúng rồi. Đó. Rồi. Đúng rồi. Enter. Rồi. Rồi tôi chỉ em ha. Là bây giờ đôi khi á, nhìn cái này còn còn thấy đẹp, đúng không? Đôi khi á, nó cũng không, không đẹp nữa. Bởi vì là em hết xong rồi em sẹt rồi em đánh tiếp, em hết đi em. Không, em bấm cái dấu mũi tên lên đó, bấm cái dấu mũi tên lên, em khỏi phải đánh lại, hiểu không? Rồi em sẹt đứng, rồi em đánh chữ column khoảng trắng trừ t rồi, thấy không? Ở đâu hàng nào ra hàng đó, cột nào ra cột đó ha. Có nghĩa là mình đổ qua thêm một cái câu lệnh nữa, column trừ t, có nghĩa là nó sẽ giúp cho mình gọi là xếp hàng á, ngay hàng thẳng lối đó. Giờ nhìn thấy cái này đỡ hơn rồi, đúng không? Đó rồi,
Bây giờ mình có một cái file giống như vậy mà bây giờ mình muốn á thôi tìm cái dòng nào mà có cái Q value á, đó, cái dòng nào có Q value á nó nhỏ hơn 0.001 thì in ra màn hình. Đúng không? Còn nếu mà không không có thì cứ 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 bỏ qua chứ nhiều quá. Bây giờ em thử đếm thử coi coi là trong cái file này nó có bao nhiêu hàng trước đi em. Em thử đếm đi. Em nhớ câu lệnh đếm hàng không? Em tên gì vậy em? Em là Dũng á. Em có nhớ câu lệnh Đếm trong một cái file có bao nhiêu hàng, em biết em biết cách đếm không? Em còn nhớ không? Hiện tại thì em không nhớ, em chỉ nhớ hình như Ờ. là Sinh. Cái lệnh đếm hàng là WC trừ L, WC khoảng trắng trừ L. Em ghi đi, em đánh đi. WC khoảng trắng trừ L. Rồi cái tên của cái file đó, thì nó cho ra ở đây là có bao nhiêu hàng vậy em? Dạ là có 12.480 ạ. Ừ, rồi. Bây giờ nó có số hàng như vậy rồi, bây giờ mình muốn muốn biết thử coi trong đây nó có bao nhiêu cột. Thì làm được không? Hàng thì giờ mình biết rồi, đúng không? WC chuyển L. Mà giờ nó muốn biết trong đây nó có bao nhiêu cột. Thì làm được không? Có lẽ là thay cái này bằng column. Em thử. Ồ, cái Chị tưởng này tượng là là bây giờ selector. cố quá nhưng mà nó không phải, tiếc quá ha. Rồi, có ai có suggestion gì không? Giờ mình muốn biết trong đây có bao nhiêu cột thì giờ mình làm sao? Vậy bữa nay thì mình mới Học học. tiếp đúng không? Ha, mình học tiếp cái lệnh or ở đây nó giúp cho mình sẽ có nhiều thứ hơn ha, có nhiều thứ hơn đó, cho mình nhiều thông tin hơn ha. Bây giờ em thử đánh cho tôi cái lệnh em. Em đánh chữ A W K là giống như lệnh or thì nó lúc nào nó cũng phải bắt đầu bằng chữ or ha, đó, rồi khoảng trắng. Rồi, em mở giống giấy đờ. Rồi em viết chữ E N D viết in. E N D viết in là ending á. Ừ. Rồi em mở dấu ngoặc nhọn. Em đánh chữ print, chữ in á, in á. P R I N T print khoảng trắng. Rồi, em đánh chữ NF. NF viết in nè, NF. Rồi phải NR viết in luôn. Rồi đóng dấu ngoặc nhọn, đóng dấu nháy đơn, rồi cái tên khoảng trắng, rồi or example enter. Rồi như vậy là nó sẽ in ra cho mình là có 12 cột đúng không, và có cả thể là 12.480 dòng được không. Rồi bây giờ tôi giải thích từng từng cái ý nghĩa của từng cái dòng lệnh ở đây ha. Or là cái ngôn ngữ giống như là set hồi nãy gì đó ha, đó thì cái này là or đó. And có nghĩa là cứ làm cái chuyện gì trước hết rồi cuối cùng tôi chỉ muốn in ra cái màn hình là có bao nhiêu field ha. Cái chữ NF là chữ viết tắt của number of field. Em đánh đi em. NF bằng chỉ cho mọi người thấy vậy thôi. chứ nó không có ý nghĩa gì hết đó. Ừ. Rồi, còn NR thì bằng number of row. Em ghi ra luôn đi, đánh đi luôn đi. Ừ. Number of row. Enter. Rồi, vậy thôi à. Được chưa? Ha. Làm có nghĩa là nó thật chất ra nếu mà bây giờ không có chữ e nữa đó, bây giờ mọi người bây giờ em không có chữ e nữa đó đi,
em bo chữ n đó và em chạy lại, em bấm cái dấu mũi tên lên lên nó xong xuôi để em bo chữ n đó, em enter để coi là nó sẽ như thế nào ha. Đó, enter là nó cứ chạy đúng không, nó chạy hoài, nó chạy cho tới 12.000 dòng, 12.480 dòng đó. Nhưng mà mình đâu có quan, mình đâu có quan trọng nó coi cho mình coi, tại vì mình muốn cuối cùng cho tôi cái giá trị cuối cùng là nó bao nhiêu hàng và bao nhiêu cột thôi, chứ tôi không có muốn in ra là hàng thứ nhất là nó là hàng thứ nhất, nó hàng thứ hai, hàng thứ ba cho tới 12.000 mấy dòng, đúng không? Bởi tôi mới nói là có cái and ở đằng trước chỗ đó. Ok chưa? Ha, bây giờ em enter một lần nữa để cho mọi người xem đó. Rồi, vậy là ở trong ọt cái chữ NF với lại cái chữ NR nó là định nghĩa trước rồi, nó là hai cái biến đúng không, mà hai cái biến đó nó được định nghĩa trước ở trong cái ọt rồi, bởi vì là mình không cần phải định nghĩa lại đúng không đó ha. Rồi, rồi bây giờ em thử, bây giờ tôi muốn là in sử dụng ọt đúng không, hồi nãy em sử dụng hết để em in 10 dòng đầu tiên đúng không, bây giờ tôi muốn sử dụng ọt tôi in 10 dòng đầu tiên thì tôi phải làm như thế nào đúng không đó. Thì bây giờ em đánh y lại, bây giờ em sửa lại chữ n đó thì bằng là n of rho nhỏ hơn hoặc bằng 10, nr nhỏ hơn 10 đi đó, nhỏ hơn 10, enter thì nó in đó đúng không, có nf là 12 đúng không, là 12 cột đúng không, và số 1 là hàng thứ nhất đúng không, và số học và hàng số 2 đó, vậy đó. Nhưng mà giờ tôi không muốn in mấy cái số này ra, nhưng mà tôi muốn in cái hàng thật sự của nó đúng không, thì bây giờ em bỏ hết cái đó đúng rồi, em sửa bằng chữ đô la không, đô la không, em enter đó, thì bây giờ nó in thiệt sự cái hàng đó đúng không. Đô la không là cái gì, đô la không là cả một hàng luôn đúng không, đô la không là cả một hàng luôn đó. Nhưng mà bây giờ tôi không có muốn nhiều hàng quá, nhìn nhức đầu quá, tôi muốn ba hàng đầu tiên thôi, ba cột đầu tiên thôi, nhiều cột quá nhức đầu, tôi muốn ba cột đầu tiên thôi. Thì bây giờ em thay vì em in số 0 thì em in số 1, phẩy số 2, phẩy số 3 giùm tôi đi. Không, đô la 2. Đô la 3 em. Chứ nếu không số 2, số 3 thì nó in số 2, số 3. Còn có chữ đô la thì mới có chữ có nghĩa là cột. À, đó, enter. Đó, thì bây giờ nó chỉ in cho mình 3 cột thôi. Rồi, tới đây thì mọi người có hiểu không? Tôi biết được là tôi nói ngắn gọn vậy thôi, nhưng mà nó có nhiều cái lắm, bởi vì mọi người sẽ rất là nhầm lẫn. Phải chạy thử đi ha. Ở đây chỉ có Dũng là sẽ hiểu thôi, tại vì Dũng chạy đúng không, còn ai chưa chạy thì tự chạy và suy nghĩ ha. Suy nghĩ coi nó là cái gì, nó mapping vô như thế nào ha. Rồi, được không mọi người? Có ai hỏi gì không? Em có một câu hỏi. Tại vì để cho dễ nhớ ấy, thầy, thì cái từ sách với cả ốc này thì nó là viết tắt của cái gì không thầy? Nó là cái tên của cái ngôn ngữ lập trình nè. Tôi cũng không biết cái ý nghĩa của từ sách cái từ ọt là cái gì hết. Tôi chưa biết. Có thể tôi sẽ Google lại, nhưng mà cũng hồi đó như tôi đọc bao nhiêu sách không ai nói nó là cái gì hết. Em hỏi thầy ạ. Dạ, cái số 1 2 3 này sau cái dấu đô la này chính là cái cột đúng không ạ? Đúng rồi. Tức là nếu mà mình muốn cột nào mình sẽ đọc đây là cột 1 có nghĩa là đô la 1 ha. Chữ đô la thì thay bằng chữ cột. Ok không? Được không? Dạ, tức là mình muốn cột nào thì mình ghi số đấy vào, giả sử số 5 số 6 thì nó ra cột số 6. Dạ. Đúng rồi, chính xác. Em giỏi dạ. Quá. Rồi. Dạ. Nhưng mà cột không thì... thì là cả hàng luôn á em ạ. À. Vâng, tức là không xác định thì nó sẽ in tất cả luôn. Đúng rồi, chính xác. Ừ. Cột không, đô la không thì là nó in nguyên một hàng luôn. Ha. Nhưng mà cột 1 thì là in cột 1, cột 2 thì là in cột 2. Ha. Rồi. Em hỏi thêm ạ. Hỏi đi em. Giả sử như là mình ghi số 3 trước số 2 thì nó có đảo cái cột lên không ạ? Có đảo, nhưng mà khít thì không đảo. Ừ, vậy đó.
ha. Khất thì cái lệnh khất đó, ở bữa trước mình học rồi á, thì nó không đảo, nhưng mà ọt thì đảo. Dạ vâng. Nhớ nha, ọt thì Vâng, đảo. em cảm ơn. Dạ. Rồi. Bây giờ là mình ổn hết rồi đúng không? Rồi bây giờ á, trong 10 dòng đầu tiên này đó, tôi mới nghĩ là giờ tôi chỉ muốn lựa cái nào có bi value bằng không thôi mới in ra. Đó, có nghĩa là tôi muốn in ra cái có cái nào cái Q value đi. Cái Q value là tốt nhất ha. Đó, thì bây giờ mình phải làm sao? Đó. Thì nếu mà mình ngồi lập trình mấy cái ngôn ngữ khác thì cũng được, nhưng mà cái này làm nhanh hơn, đúng không? Thì bây giờ á em in ra cái đó đúng không? Mà bây giờ mình biết cái cột Q value á, là nó cột 12. Đúng không? Thì bây giờ em làm cái đó, em viết thêm cái chữ cái dấu và đó em, cái dấu và đó em, cái chỗ số 7 á. Cái dấu và ở trong cái bàn phím của em, cái chỗ số 7 có dấu và đó. Bấm chỗ vàng. Ừ. Rồi em để là cái cột đô la 12 đúng không? Đô la 12 là bằng bằng không. Không, ở trong trong cái dấu bằng chỉ có một dấu bằng, có nghĩa là nó phép gán. Và tiếng Anh nó là assign ha. Còn ở trong cái dấu bằng của mình đó, thì phải là hai dấu bằng thì nó bằng equal. Equal thì phải là hai dấu bằng ha. Còn nếu một dấu bằng nó là assign, nó là gán. Em ha, em nhớ vậy. Rồi em thử enter coi sao em. Rồi bây giờ ở đây một dấu bằng đó, một dấu và đó không chị, em để hai dấu và, em để hai dấu và vào. Cái nào trong 10 đứa này thì chỉ có một đứa đầu tiên là nó bằng không thôi, đúng không? Cái Q value á thì nó in ra ha. Giờ mình nhớ thêm một chuyện, nữa là cái dấu và thì bình thường thì mình chỉ để có một dấu và thôi, có nghĩa là trong 10 hàng tôi chỉ muốn và tôi chỉ muốn là có cái Q value là bằng không đúng không, thì tôi để dấu và. Nhưng mà trong đây á, nó phải hai dấu và thì mới nó mới mới là một dấu và, hai dấu bằng thì nó mới là cái dấu bằng ha. Nhớ vậy đi được không? Ok không ha. Đó thì mọi người thấy rồi, nếu mà giờ á, mình sử dụng Excel á, thì mình làm á, mình làm thấy mồ luôn đúng không? Còn đây mình làm có một câu lệnh thôi là mình tìm được rồi. Được không? Ok không? Ha. Xíu đi ha, rồi có gì hỏi thì ở đây là sau khi mình đã biết cách đúng không? Mình đã biết cách làm mấy cái manipulation, mấy cái cột, mấy cái hàng rồi đúng không? Bây giờ mình mới filter đúng không? Làm cái việc là subset cái data của mình ha. Mình sẽ subset nhiều cột, nhiều hàng khác nhau ha. Đã. Giờ mình muốn làm tự động hóa nhiều hơn một tí xíu ha, mình muốn tự động hóa nhiều hơn một tí xíu. Cái câu hỏi đặt ra là giờ làm sao tôi biết được cái cột nào nó là Q value đúng không? Đó, trong một đống cái này, thí dụ như bây giờ ở đây có 12 cột thì còn nhìn vô được, lỡ mà một cái file nó có 500 cột thì nhìn vô kiểu gì đúng không? Mình phải có cách làm tự động hóa ha. Đó rồi bây giờ em thử em đánh chữ hết trừ một. Xong rồi cái tên file của em, cái org example.txt, rồi em sẹt đứng một cái. Rồi. Xong xuôi rồi em tr khoảng trắng một cái. Bây giờ á, ở trong đây á, là nó cách biệt với nhau là bằng cái dấu tab đúng không? Bây giờ mình chuyển cái dấu tab thành cái dấu xuống hàng đúng không? Thì bây giờ em dấu nháy đơn sẹt t, sẹt t, sẹt sẹt ngang em, cũng phải sẹt đứng, không sẹt ngang kia kìa, sẹt ngang, sẹt ngang ngược lại. Ừ đúng rồi đó, sẹt t đóng dấu nháy đơn khoảng trắng, sẹt n, mở dấu header em, sorry em,
mở dấu dây n, sẹt n, đóng dấu dây n, em enter. Có nghĩa là cái hàng đầu tiên mình lấy ra, đúng không? Xong xuôi rồi mình mới nói là giờ tôi muốn thay đổi những cái dấu tab đó thành cái dấu xuống hàng. Đúng không? Đó. Thì bây giờ mình đã in ra màn hình được mấy cái dấu xuống hàng rồi. Đúng không? Rồi bây giờ đó, tôi lại muốn có cái số thứ tự của cái từng cái tab này nữa. Đúng không? Em thế lấy cái dấu. Thì sao em? Thế ơi, em hỏi cái chữ N ở đây thì có nghĩa là gì? T chữ là N, tab rồi còn N. Chữ N là new line, new line. À. New line là dòng mới đây. Ừ, dòng mới. Ừ, rồi. Rồi, bây giờ em sẹt thêm một cái nữa đi em. Có nghĩa là ở trên đó em sẹt thêm cái nữa. Sẹt đứng nè, sẹt đứng nè. Sẹt đứng. Ừ, rồi. Xong em đánh chữ N, N, L. Enter. Rồi, như vậy thì cái chữ N, N, L này là nó là cho mình lấy là 5, line number. Ha? Đó, nó cho mình cái line number. Thì đây là số 1, số 2, số 3, số 4. Thì hồi nãy rõ ràng cái cột số 12 ở đây nó có số 12 cho mình rồi. Đúng không? Đó. Thí dụ như bây giờ, mai mốt mà bây giờ em có cả thảy là 500 cột đi. Đúng không? Nhưng mà em muốn lấy cái cột Q value. Thì bây giờ em muốn biết được cái cột Q value nó nằm ở trong cái hàng máy. Thì em làm sao? Thì em làm sao? Em dùng lệnh gì? Thí dụ như giờ ở đây chỉ có 12 cái thì em biết được đúng không? Nhưng mà có 500 mấy cái giờ em muốn chỉ lấy cái Q cột Q value thôi. Em muốn nói hỏi coi là cột Q value nó nằm ở dòng máy thì em làm sao? Em làm sao Dũng? Hồi xưa em có tin mật nha. Em có rep được. Đúng rồi, em làm rep đi. Rep Q value đi. Đúng rồi. Ừ. Rep đi em. Xẹt một cái nữa. Rep Q value. Như vậy là em được cột 12, đúng không? Nhưng mà tôi không muốn có cái chữ Q value ở trong đó. Đó, tôi chỉ có muốn có cái số 12 thôi. Đó, thì em sẹt thêm cái nữa. Em sẹt thêm cái nữa. Em sẹt thêm cái nữa thì em dùng lệnh gì để em chỉ muốn có số chữ 12 thôi. Cái này em không rõ. Em mới vừa học xong đó. Em dùng lệnh or để em in ra màn hình là cái đô la 1, đúng không? Or. Rồi xong khoảng trắng. Rồi xong xuôi dấu nháy đơn. Dấu ngoặc nhọn, mở dấu ngoặc nhọn. Print đô la 1. Cho cái khoảng trắng giữa các chữ lệnh string nghe với đâu tôi biết được nó vẫn đúng, nhưng mà có một cái mình cho nó ngữ nghĩa cho nó rõ đi, đúng không? Em làm lại đi, có cái khoảng trắng giữa lệnh string với đô la một đi. Enter. Rồi, như vậy là kỳ quá ha. Xong lại ở đây là nó có. Rồi, như vậy là mình có được cái số 12 rồi, đúng không? Như vậy thì hiện giờ tôi mới đặt cái biến đi, đúng không? Mai mốt tôi đặt cái biến là bây giờ em nói là cái đặt cái biến là C bằng mẫu ngoặc đô la mẫu ngoặc đơn, không, C bằng đô la xong mẫu ngoặc đơn, không có cái dấu nữa. Đô la xong mẫu ngoặc đơn, rồi em copy nguyên cái đống đó, nguyên cái đống ở trên, nguyên câu lệnh ở trên, em để xuống dưới. Để em đóng dấu ngoặc đơn lại. Enter. Cái chữ C này là tôi sẽ viết tắt cái chữ column mà tôi muốn chọn, đúng không? Đó. Rồi em giờ mới echo cái đô la C, cái nó là cái gì? Echo đô la C. Enter. Rồi, để ra số 12. Được không? Ha. Rồi, bây giờ thì mai mốt mình có thể là rep cái chữ Q value, mình có thể rep cái chữ chromosome N, hay là mình rep cái chữ CG, muốn rep cái gì thì rep. Đúng không? Để mình biết được cái cột mình muốn lấy là cái gì. Để mình bỏ vào trong ờ. Đúng không? Bây giờ sau khi mình làm một cái dòng lệnh này rồi,
đúng không? Mình muốn kết hợp với ở thì mình làm sao, đúng không? Có nghĩa là tôi muốn chọn cái dữ liệu cho cái cột C để tôi làm cái gì đó thôi, đúng không? Đó thì tôi sẽ làm như thế nào ha. Rồi thì như vậy thì bắt đầu em mới sử dụng là ở, đúng không? Ở ở đi em, em đánh đi a w k khoảng trắng trừ v khoảng trắng c bằng đô la c. Dấu nháy đơ, mở hoặc nhỏ. Bây giờ tôi mới nói là print, đúng không? In ra. In ra màn hình đấy em, đúng rồi. Đô la C, bằng trắng chứ, sorry, bằng trắng đô la C. Đóng dấu hoặc nhỏ. Dấu mặt kép, rồi đóng dấu như được, rồi cái tên của cái file, rồi em sẽ đứng cái head, có nghĩa là cái này mình in ra nhiều quá mà tôi chỉ muốn in mấy dòng thôi, em enter. Rồi như vậy thì rõ ràng là cái c, cái biến c của mình là cái biến ở môi trường ở bên ngoài đó, đúng không? Đó, bây giờ mình muốn bỏ cái biến C đó là cái số 12 đó, mình bỏ vô trong cái ọ mà nó vẫn hiểu được á, thì mình phải có chữ, có cái option trừ V. Cái option trừ V có nghĩa là gì? Cái variable á, ở bên ngoài tôi bỏ vào trong cái ọ ha. Đó, thì rõ ràng cái variable trong cái ọ đó là nếu mà bây giờ em không có cái dấu đô la C á, thì nó sẽ in ra cho em là số 12 thôi, đúng không? Còn đô la C ở đây nó sẽ in cho em cái cột số 12. Mọi người hiểu không? Được không? Tới đây được không? Bây giờ mọi người thấy rõ ràng là mình có sự kết hợp giữa bash script này, đúng không? Có nghĩa là cái ở trong cái bash script mình kết hợp với cái lệnh ở, đúng không? Đó, mình đưa cái biến từ bên ngoài môi trường vào trong cái dấu mặt đơn á, là cái biến của cái lệnh ở. Đó, đó, mọi người thấy cái sự kết hợp rất là hài hòa không? Ha? Lý do tại sao mình làm này nó tiện hơn rất là nhiều, đúng không? Đó, so với mình sử dụng Python hay là sử dụng cái kia. Nhưng mà cái này tiện để xử lý mấy cái file thôi, đúng không? Còn cái kia thì lập trình sau, tạo mấy cái software hay là tạo cái gì thì người ta sử dụng cái kia. Còn cái này là xử lý file, xử lý chuỗi á, nó kết hợp với nhau rất là nhẹ nhàng, đúng không? Đó. Rồi, tới đây có hiểu được không mọi người? Tới đây ok không? Rồi bây giờ mình lại làm tiếp nữa là giờ mình muốn in ra bên ngoài, đúng không? Đó, bây giờ em chỉ sửa lại phía trước của cái dấu ngoặc nhọn đó, em gửi là đô la C bằng bằng không thì mới in ra thôi. Đó, chứ còn mà mấy cái khác không in ra, đô la C bằng bằng không. Rồi. Rồi, nhưng mà bây giờ tôi muốn in ra tất cả các cột luôn chứ không phải in ra cột C không. Tôi muốn in ra tất cả các cột mà có cái cột thứ 12 á, là bằng 0. Thì em phải làm sao? Cái lệnh print của em đô la C, giờ em print cái đô la 0 đi thì nó in ra cả hàng luôn. Đúng không em? Nhưng mà bây giờ nhìn thấy xấu. Đúng quá, em cho thêm cái column hồi nãy tôi mới vừa chỉ với em á. Xẹt một cái nữa. Column trừ T. Cho nó đẹp hơn tí. Enter đi. Rồi. Thì mọi người thấy là cái cột cuối cùng, cột 12 là có cái Q value nó tương tự bằng 0 hết. Đúng không? Đó. Rồi. Rồi bây giờ tôi không thích có mấy cái head rồi nãy kia nữa, đúng không? Tự nhiên phải head để làm gì? Thì nãy đã dạy rồi, giới hạn cái số column thì mình làm sao em? Giới hạn cái số hàng á, sorry em, giới hạn cái số hàng á, number of row á, thì mình làm sao? Ở bên cái đô la C bằng bằng 0 là mình giới hạn cái số cột, đúng không? Đó, giới hạn cái bằng cái điều kiện cột, mà bây giờ là mình có là number of row, NR, đúng không? Đó,
nhỏ hơn, thí dụ nhỏ hơn 100 thôi. Đó, tôi không muốn xuất hiện nhiều. Đó, tôi chỉ muốn xuất hiện một vài thôi. Rồi, và cái lệnh và. Đúng rồi, đó. Bây giờ em bỏ hết đi, em bỏ hết phía sau đi. Tại vì nó cũng không ra nhiều đâu. Mình chỉ làm có 100 cột hay là mình có nhiều cái số 0 đến vậy đúng không? Đó, em enter. Đó, được không? Ok không? Ha? Có nghĩa là ở đây là trong 100 hàng thì lựa ra cho tôi những cái hàng nào mà có cái Q value nó bằng 0. Ha? Đó là nó sẽ cho ra kết quả như vậy. Mọi người thấy là để mà mình nói gì, mình tính trong Excel hay mình lập trình mà mấy kia đồ nó rất là dài dòng đúng không? Nhưng mà ở trong đây là chỉ có hai hàng thôi. Một cái hàng là cái lệnh batch drip đúng không? Mình tìm cái cột Q value là cột nào. Đó, và xong xuôi rồi á, cái lệnh này mình biết cái cột đó là cột nào rồi thì mình bỏ vào đây. Thì cái này mình có thể viết nó thành một cái, viết nó thành một cái hàm đúng không? Đó, mai mốt cái hàm này, bây giờ đây là bài tập về nhà ha. Đó, bây giờ mọi người viết cho tôi bằng một cái hàm mà tôi nói cái hàm tôi muốn lấy cái cột đó có cái điều kiện gì đó thì mọi người có thể làm được đúng không? Đó, nhưng mà giờ tôi không muốn thay đổi điều kiện của tôi là lúc nào nó cũng nhỏ hơn mỗi con số gì đó đúng không? Điều kiện của tôi đơn giản vậy thôi. Đó, lúc nào nó cũng phải nhỏ hơn, tại tôi làm chủ yếu là tôi sử dụng cái b value thôi. Đó, nhưng mà đôi khi tôi sử dụng cột b value, có khi tôi sử dụng cái fdr, đôi khi tôi sử dụng cái q value đúng không? Bởi tôi biết được là lúc nào nó cũng nhỏ hơn mỗi con số gì đó. Ha, đó, thì mọi người có thể viết cho tôi một cái hàm đó. Tôi không biết được là tôi sẽ nhận vào cái cột nào hết. Tôi chỉ để tể tên cột vào. Cái hàm đó sẽ nhận thứ nhất là cái file. Ha? Và cái argument thứ hai, cái parameter thứ hai á, là nó sẽ nhận vào cái tên cột. Đúng không? Và cái parameter thứ ba nó sẽ nhận vào là nhỏ hơn cái giá trị là bao nhiêu. Ha? Cái giá trị nhỏ hơn á. Ví dụ trong đây tôi nói bằng 0. Thì mọi người có thể mốt nhập vào là 0.01. Ví dụ vậy đúng không? Ha, giờ em ghi đi em. Một cái hàm đó gọi là subset đi. Đặt tên nó là subset ha. Em ghi đi em đánh cái chữ subset. Rồi, khoảng trắng. Nó nhận vào cái biến thứ nhất đó là tên file. Đúng không? File.tsv. Nó phải dạng cái dạng table, đúng không? File.tsv. .tsv. Rồi, khoảng trắng. Rồi, kế tiếp nữa là cái tên của cái cột đúng không? Cái tên của cái cột, ví dụ như nãy mình nói là Q value. Rồi, và cái giá trị đúng không? Cái ngưỡng mà mình muốn nó chọn, ví dụ như tôi cho cái ngưỡng đó là 0.001. Rồi, đó, enter đi em. Nó ra sai đó, kệ nó. Thì mọi người viết cho tôi cái hàm này đúng không? Nó nhận vào ba cái giá trị này. Đó, và nó trả về kết quả giống như kết quả ở trên gì đó ha. Dĩ nhiên là ở trên nó không còn là cái cột cuối cùng nó bằng 0 nữa, mà nó là 0.001 đúng không? Đó, những cái giá trị nào mà nhỏ hơn 0.001 là liệt kê ra màn hình hết. Ok không? Được không? Vậy mọi người làm được không? Làm được không mọi người? Bây giờ viết cho tôi cái hàm đúng không? Đó, và cái hàm này nhận vào ba cái giá trị này đó, và nó sẽ trả ra một cái bảng giá trị nó y hệt giống như vậy. Làm được không? Em hỏi một chút để em hiểu ạ. Cái sắp xếp ở đây là cái tên của cái hay cái hàm đấy đúng không? Cái sắp xếp nào em? Cái sắp xếp mà đang bạn vừa viết ở trên đấy ạ. À, cái chữ sắp xếp đấy là đúng rồi, là cái tên của cái hàm em. Tên của cái hàm đấy tôi đúng, còn giá trị nó là file có Q value, cái cột, tên cột và cái giá trị kia đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Trước cái hàm đúng không, rồi xong mình nhập vào ba cái parameter đúng không, đó là đô la 1, đô la 2, đô la 3 đó, nhớ không, cái batch script kỳ trước đó. Ừ. Rồi, có ai hỏi gì nữa không mọi người, có ai hỏi gì không? Đây là một cái bài tập ha. Cái bài tập này mình sử dụng đó, mình kết hợp or với batch script lại với nhau ha. Thì tuần sau thì mọi người đầu đầu giờ vào thì mọi người sẽ trình bày cho tôi ha, cái bài tập này,
với lại cái bài tập về cái multiple sequence alignment ha mọi người ha. Đó là mình làm về cái COVID ha. Đó, tôi sẽ gửi cho mọi người cái sequence của cái COVID ha, để cho mọi người làm multiple sequence alignment cho cái COVID đó. Mọi người suy ngẫm lại một tí xíu đi ha. Nãy giờ mình consume coi là mình đã học cái gì. Thấy sao? Thấy có cho ý kiến đi mọi người. Im lặng và tôi sợ. Khó thế ạ. Có chỗ nào vậy? Chỗ nào? Chắc là chưa quen chứ không phải khó đâu em hả? Vâng. Chắc là... Kiểu để nhớ được mấy cả kịp hiểu những cái lệnh này thì chắc là phải một thời gian nữa, vẫn nói chung nó vẫn còn lơ mơ lắm thầy ạ. Rồi tôi có gỡ cho mọi người cái file đó mọi người ha, download về thì ở trong đó thì mọi người sẽ thấy cái cảm ơn Dũng ha. Em có thể copy những câu lệnh của em nãy giờ đó, em bỏ vào trong một cái file ha, rồi em gỡ lên đây cho mọi người được Dũng. Được không em? Dạ vâng ạ. Ừ. Em copy. Em đánh cái chữ đi, em đánh cái trên đó đi, history. Lịch sử á, history. Enter. Đó, thì nó nằm ở trong đây của em không? Em copy nguyên cái đống đó. Em để vào trong cái file cho mọi người ha. Rồi. Rồi, có ai hỏi gì nữa không? Dạ, thưa thầy em hỏi lại một chút được không ạ? Được, em hỏi đi. Dạ, em muốn hỏi về cái bài mà thầy giao bài về nhà đấy. Ý là cái, tức là mình sẽ có cái input, tức là em, có thể em quên mất bài trước nên là em chưa nhớ cái đoạn. Em hiểu là như kiểu là mình sẽ phải làm một cái để mình có cái đoạn mình input file vào đúng không ạ? Sau đó mình nhập thông số vào, xong bắt đầu để nó chạy đúng không ạ? Hay là mình làm một cái dòng lệnh như vừa rồi ạ? Em biết nó là một cái hàm nó nhận vào ba cái giá trị hồi nãy đó. Vâng. Nó sẽ in ra kết quả đó là được. Tức đúng là coi em? Như viết một cái dòng lệnh như vừa rồi đúng không ạ? Đúng rồi, em muốn làm sao cũng được hết á. Mà cái dòng lệnh success thôi, em chỉ cần đánh dòng lệnh success và em nhận vào ba cái giá trị hồi nãy đó, em in ra màn hình. Là được. Ai mà học bữa trước rồi, hồi nãy mình cũng mới vừa làm, lúc ban đầu vào á mình cũng làm với lại bạn Hoàng đó, đúng không? Bạn Hoàng cũng show ra cái một cái hàm, đúng không? Rồi xong xuôi rồi nhận vào cái giá trị 1 2, đúng không? Thì nó chạy nó ra kết quả đó vậy thôi à, chứ đâu có làm gì đặc biệt hơn đâu. Được không? Ha? Và nãy kết quả mọi người cũng thấy là tôi muốn in ra cái dạng table giống vậy gì đó. Hả? Được không em? Ok không? Dạ vâng, thế để em phải xem lại cái bản đấy. Dạ. Ừ, cảm ơn thầy. Dạ. Rồi.
thầy cái file spike protein là cái thầy muốn tụi em làm COVID đó hả thầy? Đúng rồi. Cái file protein mọi người thấy không? Ừ. Nó chỉ có session number thôi, tụi em tự kiểm hay sao thầy? Đúng rồi. Dạ. Vậy thì em show màn hình cho mọi người xem cái cách mà em kiếm cái đó được không em? Dạ. Ừ, em xem màn hình đi ha. Em thử copy một cái để em bắt lên NCBI để em show mọi người làm sao để lấy được cái sequence của nó ha. Rồi. Mời. Em lấy cái đầu tiên đi em. Cho nó dễ nhất. Thì đây là bạn Cảnh sẽ copy cái accession number của cái sequence đó, đúng không? Đó, và nó lên NCBI ha. Lên NCBI xong xuôi rồi. Bạn đó sẽ pass vào cái tôi không phải là tôi là mẹ cám để cho mọi người làm nó khó khăn đâu, đúng không? Có nghĩa là lúc ban đầu tôi cho mọi người sequence rồi, đúng không? Bây giờ mọi người thử tìm sequence dựa trên một cái accession number. Ví dụ mình mốt mình đọc bài báo, đúng không? Mình sẽ biết được cái accession number của cái trình tự đó, đúng không? Đó. Thì bây giờ mình lấy FASTA của nó, đúng rồi em? Đã bấm rồi. Đó. Thì đó, bấm vào thì nó sẽ xuất hiện dạ, cái FASTA. Thì đây là cái trình tự của cái file đó, đúng không? Mình copy về, vậy là xong. Ok không? Được không? Dĩ nhiên là tôi cho mọi người 5-6 cái thì mọi người chịu khó làm 5-6 lần, đúng không? Đó. Rồi, cảm ơn. Yeah. Cảm ơn Trình rất là nhiều. Rồi, có ai hỏi gì nữa không? Thì sau khi download về thì mọi người thử bỏ vào trong muscle làm cái đó, đúng không? Rồi bỏ vào trong cái Omega làm cái đó thì thử coi nó sẽ như thế nào ha? Tại vì đây muốn thử cho mọi người thấy là mình làm cái ví dụ với trình tự ngắn thì nó như vậy, còn nếu mà trình tự dài thì cái máy tính của mình có khi nào chạy không được hay không, đúng không? Đó. Thì cái lúc nào làm để mình thấy và mình so sánh, đúng không? Đó. Nó chạy lâu, chạy nhanh như thế nào. Đó. Thì cái muscle với lại cái cluster omega thì nó không có gì gọi là trên lệch hết. Chỉ có một số cái software như là sử dụng cái hidden markup model thì nó chạy hơi chậm hơn. Ha? Đó. Rồi, cái file mà buổi năm của bạn Dũng gửi đó thì mọi người có tất cả những câu lệnh nãy giờ bạn đã đánh trên đó, đúng không? Mình thử mình ngồi mình làm lại. Đó, mình thử mình ngồi mình làm lại. Đó. Học thì chỉ có cách là ngồi làm lại thì mình mới hiểu thôi, chứ còn mà không, tôi không biết cách nào, đúng không? Không biết cách nào để nhét vào đầu mọi người hết, đúng không? Đó. Thì lúc nào nó cũng có cái trade-off đó, đúng không? Có nghĩa là mình bỏ nhiều thời gian ra thì mình học được nhiều. Đó, còn nếu không thì mình học không được ha. Đó. Rồi. Ráng đi mọi người, ráng xong thì tuần sau nữa là mình qua mấy cái phần mà cái phần cơ bản nhất rồi. Ha, đó. Ha, tuần sau nữa thôi, đó là ráng đi. Đó, rồi xong xuôi rồi tuần sau nữa mình ôn lại hết, đúng không? Để mình mở qua một cái chương mới để mình học về GWAS, đúng không? Đó ha. Rồi. Có ai hỏi gì nữa không mọi người? Dạ, em hỏi ạ. Nói dạ, liên quan đến cái phần thầy vừa dạy ạ, mấy cái câu lệnh mà mình gõ thì trong đó thì thầy có ví dụ như là cái phần thầy hướng dẫn thì có cái C bằng đô la C ấy, thì cái phần đấy là ý là cả cái phần C ở phía trên là nó đã được lưu bằng một cái chữ C rồi ấy. Thế thì khi mà mình đang làm trong cái terminal này thì có nghĩa là nó đang lưu ở bộ nhớ đệm đúng không? Đúng rồi, nó đang lưu ở trong đó là cái chữ C là số 12 đó. Ừ. Vâng. Thế đấy là cái lý do mà như thầy giao cái bài homework là phải viết một cái đoạn nhỏ nhỏ kia để nó nhận được, đúng không? Để nó không... Để đúng rồi, tại vì lại... bây giờ nó không biết cái số C là số mấy hết á, nhưng mà mình có cái input của mình là cái Q value rồi. Vâng. Cái chữ Q value đó rồi. Thì lúc đó nó sẽ tìm cho mình cái cột Q value là cái nào. Đúng không? Đó. Vâng. Thì em phải viết cái phần đầu tiên của em là em nhập vào cái tên, nó sẽ tìm cho em cái số cột nó ở vị trí thứ mấy, cột đó ở vị trí thứ mấy. Em hiểu không? Cái đầu tiên nhiệm vụ của mình làm của cái function của mình làm là tìm cho tôi đưa cái tên và tôi đưa cái tên file và đồng tôi đưa cái file và cái tên của cột, tìm cho tôi được là cái cột cái tên đó key value nó nằm ở cột thứ mấy, là cái nhiệm vụ đầu tiên, được không? Xong sau đó là em mới bỏ vào trong ọt đó, em làm cái chuyện là cái cột đó nó nhỏ hơn bao nhiêu á, nãy mình nói là nhỏ hơn 0.01.
Vâng. Và em in ra màn hình. Ok không? Hiểu được chưa? Được chưa? Vâng. Ừ, rồi. Chứ cái máy tính nó không biết cái đó cột máy đâu, nó chỉ biết cái file đó thôi, đúng không? Còn mình muốn biết nó cột máy thì mình phải biết một dòng. Đúng không? Mọi người thấy nãy với đó bạn đó làm nó biết con dòng mà là biết được cái cột đó là cột máy rồi. Đúng không? Hả? Rồi. Em xin phép em chia sẻ màn hình đúng không ạ? Em hỏi. Được em. Dạ đây ạ, em chia sẻ đây ạ. Thì lúc trước em đã thầy nhìn thấy màn hình của em rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Hình zoom nó bị mất ạ. Tức là cái đoạn trên đấy ạ. Em đã thay cái sắp xếp bằng cái này rồi luôn ạ. Em chỉnh cái sắp xếp bằng cái này. Và em để cái value của nó cột 12 là nhỏ 0.01 ạ. Thì đấy, em đã làm cái sắp xếp này rồi ạ. Sau đó thì em gọi cái sắp xếp này, em chỉnh cái sắp xếp này ở đây. Em để cái cột C là nhỏ hơn 0.01 ở đây ạ. Em ra thì nó ra thế này ạ. Thì em muốn hỏi cái sắp xếp của em đâu có lệnh ọt cuối cùng ở chỗ đó đâu em. Cái sắp xếp của em Vâng. Cái nó không có, mà cái đó là cái kết quả của C đó em, chứ em để sắp xếp là cái tên hàm thì sao được, đúng không? Tôi muốn đó. Là sắp xếp nó là cái tên hàm của mình. Ừ. Em phải học lại đi cái bữa mà hàm á, định nghĩa cái hàm như thế nào đó. Ừ, dạ, vâng. Vâng, để em xem lại. Dạ vâng, em cảm ơn. Ừ. Rồi. Rồi. Cảm ơn mọi người ha. Cảm ơn Dũng, cảm ơn Quyền, cảm ơn Quốc Phương ha, cảm ơn Hoàng với là cảm ơn Trình ha đã giúp tôi rất là nhiều. Đó.